các em. Như vậy là tính đến thời điểm này thì chúng ta đã có đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của tất cả các bộ môn rồi đúng không nào? Và trong ngày hôm nay thì cô sẽ làm hai việc. Thứ nhất là cô sẽ nhận xét về đề minh họa và thứ hai là cô sẽ chữa đề minh họa cho chúng ta. Đó, cụ thể là môn tiếng Anh đúng không? Rồi, thế bây giờ nhận xét chung về đề minh họa thì sẽ là như thế nào? Thứ nhất, đề bám sát kiến thức phổ thông. Đấy, kiến thức phổ thông hay ở đây còn gọi là kiến thức sách giáo khoa, đúng không? Đề bám sát kiến thức phổ thông hay còn gọi là kiến thức sách giáo khoa, đặc biệt là phần ngữ pháp. Đó, đặc biệt là phần ngữ pháp. Nói chung là phần ngữ pháp của đề minh họa bây giờ không còn là một cái sự gọi là không quá là đánh đố chúng ta nữa. Đó, và phần ngữ âm, đúng không? Hay còn gọi là phần phát âm thì toàn là những cái trường hợp rất là quen thuộc, những cái từ rất là quen thuộc. Đó, cho nên gần như là cái phần ngữ pháp cũng như là phần ngữ âm là chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Thế để làm thế nào để chúng ta có thể làm được đúng phần này, đúng không? Chúng ta giở sách giáo khoa ra, chúng ta luyện tập phát âm những cái từ này. Những cái từ nào mà chúng ta không biết cách phát âm thì chúng ta tra ở trong từ điển. Đó, và tra trong từ điển, nếu mà nhìn phiên âm mà không biết đọc thì chúng ta hãy mở cái phần loa ra thì người ta sẽ đọc cho chúng ta nghe. Đó. Trên thực tế thì cái phần ngữ âm này chúng ta hay sai ở phần nào? Chúng ta hay sai ở phần trọng âm. Đó, về phần chọn ra cái từ mà có phần gạch chân nó phát âm khác với những từ còn lại thì phần lớn là chúng ta không sai, đúng không? Phần lớn là không sai. Thế nhưng mà phần trọng âm là cái phần mà chúng ta sai nhiều hơn cả. Chính vì vậy cho nên là đúng là phần trọng âm thì cũng có một số các nguyên tắc nhất định. Thế nhưng mà những cái nguyên tắc đấy nó không phải là tuyệt đối. Tức là nó có rất là nhiều những cái trường hợp ngoại lệ. Thế cho nên là để làm đúng được phần này thì chúng ta chú ý cho cô là giở sách giáo khoa ra, đúng không? Có từ nào tập phát âm từ đó. Đó, và chúng ta chú ý cái phần trọng âm của từ cho cô, nhớ chưa? Phần tiếp theo này, câu phân loại thì như thế nào? Đây là phần kiến thức chung rồi, kiến thức phổ biến rồi. Thì phần ngữ pháp từ vựng, phần ngữ pháp, phần ngữ âm khá là dễ. Thế vì vẫn phải có những câu phân loại, đúng không? Những câu phân loại thì nó sẽ nằm ở đâu? Chủ yếu là phần từ vựng. Đó, luôn luôn là như vậy, đúng không? Từ vựng luôn luôn là một cái gì nó rất là khó. Đó, và muốn đạt được điểm cao thì chúng ta cần phải đầu tư rất nhiều vào phần từ vựng. Ok, bây giờ ngữ pháp không còn là vấn đề nữa rồi, mà quan trọng của chúng ta là phần từ vựng. Từ vựng nó nằm ở cái gì? Nằm ở sự kết hợp từ. Trong quá trình học tập trung vào sự kết hợp từ. Những bạn nào mong muốn 8 điểm trở lên, nhớ chưa? 8 điểm trở lên là phải tập trung vào phần từ vựng. Cụ thể là phần kết hợp từ này, cách dùng từ này, đó. Rồi là bài đọc hiểu số 2. Bài đọc hiểu số 2 thì tất nhiên là khó hơn bài đọc hiểu số 1, đúng không nào? Đấy, thì cái mà để mà chúng ta trả lời được đúng những cái câu hỏi ở trong bài đọc hiểu thì chúng ta phải hiểu cái bài đọc đấy nó nói về cái gì. Thì muốn hiểu được cái bài đấy thì chúng ta lại phải học từ vựng, đúng không? Mà bài đọc hiểu số 2 thì nó cũng chứa nhiều những cái từ vựng mà cô nghĩ rằng là không phải lúc nào mình cũng gặp. Đó, cho nên là nói chung là cái bài đọc hiểu số 2 á, nó chứa những cái từ vựng nó gọi là ở trình độ nó hơi khó một tí. Chính vì vậy cho nên là để chúng ta có thể hiểu được hết cái bài đọc hiểu này hoặc là không hiểu hết thì chúng ta muốn hiểu được cái bài này, đúng không? Thì chúng ta phải nắm được bao nhiêu phần trăm cái từ vựng trong bài đấy. Ví dụ 90%, 95%. Càng nắm được nhiều từ vựng thì càng tốt bấy nhiêu. Thì nó sẽ giúp cho các em đọc hiểu tốt hơn. Từ đó chúng ta trả lời được câu hỏi tốt hơn. Đấy, như vậy, câu phân loại nằm ở đâu nhỉ? Từ vựng, nhớ chưa? Luôn luôn phải nhớ cho cô là từ vựng. Tập trung vào từ vựng nếu như các em muốn 8 điểm trở lên. Tiếp theo, về dạng bài phrasal verbs hay là idioms, đúng không? Phrasal verbs gọi là cụm động từ, thế còn idioms gọi là thành ngữ ở trong tiếng Anh. Trước đây thì hai cái dạng bài này cực khó, đúng không? Cực khó luôn. Đó, thì nhưng mà đề năm nay thì lại cho thấy một cái sự thay đổi rất lớn. Đó là hai cái dạng bài này thì vẫn còn, người ta vẫn kiểm tra cái này, nhưng nó lại được đưa vào cái gì đây? Nó được đưa về dạng bài từ đồng nghĩa trái nghĩa. Đó. Mà dạng bài từ đồng nghĩa trái nghĩa thì có văn cảnh cụ thể, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể đoán được nghĩa của cái thành ngữ đó, hay là đoán được nghĩa của cái cụm động từ đó. Đấy, như vậy là trong quá trình ôn tập chúng ta phải chú ý cho cô là luyện nhé. Đây là kỹ năng nhé, kỹ năng đoán nghĩa của từ dựa vào văn cảnh, nhớ chưa? Phải luyện cái đó. Đấy, nếu mà không luyện là đi thi là chết. Đấy, thế nào? Đấy, cho nên là chúng ta không từ cái điều này dẫn đến cái cách ôn tập là gì? Chúng ta không nhất thiết chúng ta phải điên cuồng để chúng ta học cụm động từ, không phải điên cuồng học thành ngữ nữa, mà chúng ta tiến đến học cái kỹ năng thực sự đó là gì? Có kỹ năng đoán nghĩa của từ dựa vào văn cảnh, nhớ chưa? Đó, như vậy cái dạng bài này không còn là một cái nỗi lo lắng nữa, không còn là một cơn ác mộng nữa, đúng không nào?
Đó, tiếp theo này, format của đề có sự thay đổi. Đó, format có sự thay đổi cụ thể là gì? Dạng bài hoàn thành câu tăng lên 2 câu, đúng không? Như bây giờ tổng cộng là có 14 câu, ngày xưa là 12, bây giờ tăng lên 2 câu là 14. Đấy thì dạng bài này tăng thì đồng nghĩa là cái dạng bài khác nó phải giảm đi, đúng không? Và giảm ở đây là gì? Dạng bài đọc hiểu. Đó, cụ thể là cái bài dễ, đúng không? Giảm đi 2 câu. Đó, thì ở đây là chúng ta có hai bài đọc đúng không? Thì thông thường là một bài dễ và một bài hơi khó hơn. Bài dễ thì thường là khoảng 7 câu và bài khó hơn là 8 câu. Nhưng mà bài dễ thì bây giờ lại chỉ còn có 5 câu nữa thôi. Và một bài đọc khó hơn thì sẽ có là 8 câu. Đấy, như vậy là cái bài 8 câu là cái bài mà chúng ta sẽ phải tập trung vào. Nếu như chúng ta muốn đạt được điểm cao, từ 8 trở lên là phải tập trung vào cái bài đọc hiểu. Đó chưa? Đấy, như vậy format thay đổi đúng không? Rút của cái dạng này đi và nó sẽ tăng lên ở cái dạng này. Đó. Đấy, như vậy là gì? Từ đó chúng ta có thể rút ra được một cái chiến thuật để chúng ta học đúng không? Không khó để đạt 7 điểm. Đấy, không khó để đạt 7 điểm. Nếu mà chúng ta chỉ cần 7 điểm và chúng ta muốn vào những cái trường mà ở mức độ trung bình thôi thì chúng ta học thì chúng ta tập trung vào học cái gì? Học ngữ âm, học ngữ pháp đúng không? Từ vựng thì không cần phải quá là không cần, chúng ta vẫn phải học từ vựng đúng không nào, nhưng mà không cần phải quá là cầy sâu quốc bẫm nữa. Đấy, nhưng mà với những bạn nào mong muốn từ 8 trở lên, muốn vào trường top, muốn vào các trường ngoại ngữ thì thường là tiếng Anh sẽ nhân đôi đúng không nào, cho nên chúng ta phải tập trung vào tiếng Anh nhân đôi, thì có nghĩa là tiếng Anh phải từ 8 trở lên đúng không, hoặc là 9 trở lên. Ví dụ như vào Đại học Hà Nội chẳng hạn là phải 9 đúng không, ít nhất phải 8 rưỡi, thì bởi vì là môn ngoại ngữ nhân đôi mà đúng không, em thấy là cái điểm của nó nhân đôi lên thì nó mang tính chất quyết định. Cho nên là những cái bạn nào mà muốn từ 8 hoặc là 9 thì phải đầu tư vào học từ vựng và đọc hiểu, nhớ chưa? Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta phải biết chiến thuật. Chứ có rất nhiều bạn cứ inbox cho cô bảo là cô ơi em muốn được 9 điểm, em phải làm thế nào? Có nghĩa là em vẫn chưa biết là cần phải làm như thế nào, cần phải học những cái gì để có thể đạt được từ 8 điểm trở lên đúng không? Nhớ cho cô ở đây là gì? Từ vựng và đọc hiểu. Đó, từ vựng ở đây nó không, bây giờ nó không nhất thiết phải là học cụm động từ, không nhất thiết là phải là học thành ngữ nữa, được chưa nào? Hai cái đấy nó bây giờ nó trở nên đơn giản hơn. Nhưng mà chúng ta nhớ là gì? Học sự kết hợp từ, đó, học sự việc sử dụng từ, chọn từ đúng từ sai, cái từ nào nó phù hợp ở trong cái văn cảnh đấy. Đó, và đọc hiểu. Được chưa nào? Đấy là những cái mà mang tính chất phân loại. Và cái bài đọc hiểu số 2 ấy, là cái bài mà đọc hiểu là gì? Thứ nhất là chúng ta phải biết đoán nghĩa của từ. Thứ hai là chúng ta cần phải rèn luyện cái khả năng tư duy trong quá trình đọc hiểu. Và chúng ta phải có kỹ năng đọc hiểu tốt, kỹ năng đoán nghĩa của từ trong văn cảnh tốt. Thì tất cả những cái kỹ năng đấy nó, chúng ta rèn luyện thì dẫn đến là sẽ được 8 điểm trở lên. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần nhận xét chung về đề minh họa nhá. Thì bây giờ cô sẽ chữa cho chúng ta cái đề minh họa. Đó. Câu đầu tiên lại là một cái câu mà gọi là cực kỳ, gọi là cổ điển đúng không? Khi mà cô giảng bài cho học sinh của cô ở trên lớp thì cô luôn luôn nói những cái dạng bài mà phát âm ED hay là phát âm đuôi S, ES. Đấy là những cái dạng bài cực kỳ cổ điển mà đi thi không bao giờ có thể tránh được. Thế cho nên là những bạn nào muốn chống liệt hay là những bạn nào mà muốn đạt được một cái số điểm cơ bản nào đấy thì chúng ta cần phải nắm được cái nguyên tắc đọc ED, đọc S, ES đúng không nào? Bởi vì là đề năm nào mà chả có đúng không? Đây là những cái mà rất là căn bản, rất là cổ điển rồi. Thì cái điều đầu tiên khi mà đi thi là chúng ta phải học cách phát âm của những cái cách phát âm của đuôi ED đúng không? Thì bây giờ cái câu số 1 này, phương án A chúng ta đọc là gì? Washed đúng không? ED đọc là âm t. Đó. Phương án B là gì? Formed. D. Thì ED đọc là D. Tiếp theo phương án C chúng ta có từ turned. Turned. ED đọc là gì? D. Đó. Thế còn phương án D đọc gì? Boiled. Boiled. Ok, thì ED đọc là âm D. Đấy, như vậy câu này đáp án của chúng ta là gì đây? Là phương án A đúng không? Đáp án là phương án A. Đấy thì nghe ở đây có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà cô cũng sẽ nhắc lại cho chúng ta một chút cái kiến thức mà liên quan đến cái phần ED này. Đó, kiến thức của chúng ta đây. Đuôi ED thì nó có 3 cách phát âm đúng không? 3 cách phát âm. Thứ nhất là phát âm là it. Thứ hai phát âm là t. Và thứ ba phát âm là d. Đó, thì chúng ta sẽ phát âm cái đuôi ED này là it khi mà cái động từ á, đúng không? Cái verb á, đây là động từ mà thêm ED vào. Thì khi mà cái động từ á, phát âm cái ED này là it, như là trường hợp thứ nhất. Khi mà cái động từ này nó có âm cuối,
Đấy, hay là nó kết thúc bằng cái phụ âm gọi là t và d, đúng không? Ví dụ chúng ta có từ gì đây? Need, đúng không? Need. Đó, kết thúc bằng phụ âm d. Thì khi mà thêm ed vào thì ed sẽ được đọc thành it, đọc là need, needed. Đó, tương tự, ví dụ như là một cái động từ mà kết thúc bằng đây, invite, đúng không? Invite. Thì cái động từ này nó kết thúc bằng cái âm cuối là âm t, t, t. À, thì khi mà chúng ta thêm ed vào, ở đây nó có e sẵn rồi, thêm cái d vào đằng sau thôi, thì cái này chúng ta sẽ đọc là invited. Đó, invited. Ok. Thế thì đấy là hai cái trường hợp. Thế còn ed sẽ được đọc là âm t. Đó, khi mà cái động từ này nó có cái âm cuối là 6 cái trường hợp này. Thứ nhất là âm s, âm đấy nhá. S. Thứ hai là âm p. Thứ ba là thứ tư là sh, thứ năm là ch và thứ sáu là k. Đó, đây là âm, nhớ chưa? Khi mà động từ nó kết thúc bằng âm. Đó. Hoặc chúng ta có một cái cách để nhớ là gì đây? Những cái trường hợp thời phong kiến phải chạy sau xe SH. Thì đây là cái mẹo để nhớ thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là có chữ F này, đây là chữ K này, đây là chữ P này, đây là CH. Thì CH chính là cái âm này, đúng không? CH chính là âm này, âm ch, ch. Thế còn chúng ta có S này hay là X này chính là đại diện của âm S, ok? Thế còn chúng ta có SH thì chính là đại diện của âm này, chính là âm SH, ok? Được chưa? SH là âm này. Thế còn S hoặc là X nó sẽ là âm S. Đó, thế còn CH nó sẽ là âm này, CH. Đó, thế còn P đúng không? Đây, thế còn K đây. Và âm này, của chúng ta đây. Do như vậy chúng ta nhớ thời phong kiến phải chạy sau xe SH, ok? Đây gọi là học vẹt thôi. Đấy, thì đấy là trường hợp thứ hai. Thế còn ED nó có cách đọc thứ ba nữa là đọc thành là D. Khi từ có âm cuối là các trường hợp còn lại. Có nghĩa là sao? Chúng ta chỉ cần đọc hai cái trường hợp đầu tiên thôi, hiểu chưa? Chỉ cần đọc hai trường hợp đầu tiên thôi, có nghĩa là mấy trường hợp? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhớ cho cô 8 cái trường hợp đấy. Thì những cái trường hợp còn lại, nó không rơi vào đây thì nó sẽ là trường hợp còn lại, ok? Đó. Nói thế này thì những bạn nào mà mất gốc thì thực sự là các bạn cũng không hẳn là hiểu đâu. Nhưng mà các bạn cũng sẽ lờ mờ, các bạn biết là thế nào gọi là ED và ED đọc như thế nào, đúng không? Các nguyên tắc chính là gì? Đó, thì đấy là cô vừa mới điểm qua chúng ta một chút về cách phát âm của đôi ED. Đấy, thì có 3 cách và mỗi một cách thì nó sẽ được nhận diện như thế nào. Chúng ta sang cái câu thứ hai. Câu thứ hai là một câu rất dễ, đúng không? Câu này thì cái cực kỳ căn bản, và những cái từ này là những cái từ mà cực kỳ căn bản, học sinh cấp 2 người ta cũng làm được, đúng không? Thì cái từ đầu tiên chúng ta là đọc là house, house, đúng không? Thì cụ thể là o u ở đây đọc là âm ao, đây là âm ao, house, ok? Phương án B là gì? Mouth, mouth. Thì o u cũng đọc là âm ao. Phương án C chúng ta có o u nhưng mà không đọc là ao mà đọc là could, could, đúng không? Thì o u đọc là u, u. Đây là âm u ngắn ở trong tiếng Anh, đọc là could, could, ok? Tiếp theo phương án D của chúng ta là gì? Found, found. Thì o u đọc là ao, đúng không? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì? Phương án C. Và như vậy là o u có thể đọc là âm gì? U ngắn, đúng không? Hoặc có thể đọc là âm gì đây? Âm ao, đúng không nào? Đó. Rồi, tiếp theo câu số 3. Câu số 3 là câu số 3 và thứ 4 là câu hỏi về trọng âm từ. Thì cái phần này vẫn có thể là sai. Mặc dù những cái từ này là những từ rất quen thuộc nhưng vẫn có thể là sai, nhớ chưa? Thì cái câu số 3 này kiểm tra gì? Đây là trường hợp mà từ có hai âm tiết. Từ có hai âm tiết. Thế còn trường hợp câu thứ 4 này kiểm tra là gì? Từ có ba âm tiết. Đấy, như vậy là trọng âm của từ có hai âm tiết, trọng âm của từ có ba âm tiết đều là các kiến thức trong sách giáo khoa, hiểu chưa? Đấy, gọi là kiến thức trong sách giáo khoa thôi, nhưng mà vẫn có thể làm sai. Đấy, bởi vì như cô đã nói rồi là gì? Nguyên tắc thì đúng là có, nhưng nó không mang tính chất tuyệt đối, mà nó vẫn có những cái từ mang tính chất là ngoại lệ. Bây giờ đâu sẽ là ngoại lệ, đúng không? Ở đây chúng ta có phương án A, inform. Inform, đây là động từ có hai âm tiết. Thì theo nguyên tắc, động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Như vậy cái từ này là theo đúng nguyên tắc, đúng không? Tiếp theo phương án B, chúng ta có từ explore, cũng là động từ có hai nguyên tắc.
thì trọng âm thường rơi vào âm thứ hai theo nguyên tắc đấy, đúng không? Phương án C thì sao? Prevent cũng là động từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm thứ hai. Như vậy phương án A, B và C là theo đúng nguyên tắc mà chúng ta đã học. Tuy nhiên trường hợp D này, đúng không? Chúng ta có từ cancel. Từ này là động từ có hai âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm thứ nhất. Như vậy cái từ này là từ mà không theo nguyên tắc, đúng không? Đó. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là gì? Là D. Đó. Đấy là từ mà không theo nguyên tắc. Như vậy trong quá trình chúng ta học, đúng không? Thì chúng ta vẫn phải gì? Vẫn phải tra từ điển thôi, bởi vì có những từ nó không theo nguyên tắc. Đó. Câu thứ tư nào, bây giờ chúng ta xem nguyên tắc của từ có ba âm tiết, đúng không? Phương án A nào, chúng ta có danh từ, đúng không? Ở đây danh từ là attitude, từ này đọc là attitude. Nhiều bạn đọc là attitude là sai nhớ chưa? Mà chúng ta phải đọc là attitude. Từ này là danh từ có ba âm tiết, trọng âm của nó sẽ rơi vào âm đầu tiên, đấy đọc là attitude, có nghĩa là thái độ. Tiếp theo phương án B chúng ta có từ manager, manager có nghĩa là người quản lý, đấy, hoặc là trưởng phòng, manager. Trọng âm cũng rơi vào âm thứ nhất. Đó, như vậy là đây đều là danh từ có ba âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm thứ nhất, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta có trường hợp C, đúng không? Trường hợp C là cái trường hợp mà nó có nguyên tắc của nó, nó cũng có nguyên tắc. Đó, thì invention, đó, invention ở đây chúng ta thấy là có đuôi tion, đúng không? Đây là có nguyên tắc này, có đuôi tion thì thường là trọng âm chính của từ sẽ rơi vào âm tiết ngay trước đó, tức là rơi vào cái ven này, đó, đọc là invention. Đấy, còn cái phương án D này của chúng ta cũng là một danh từ có ba âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất, đúng không? Như vậy company. Đấy, như vậy cái câu số 4 này thì đều theo nguyên tắc cả. Đấy, rất may là đều theo nguyên tắc. Như vậy câu này chỉ cần nắm được nguyên tắc là gì? Danh từ có ba âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm thứ nhất. Đó, thế còn cái trường hợp này, cái trường hợp invention này thì cũng có nguyên tắc của nó. Mặc dù là từ có ba âm tiết nhưng khi nó kết thúc bằng đuôi tion, đúng không, thì trọng âm chính của từ sẽ rơi vào âm tiết trước đó. Đều có nguyên tắc hết. Như vậy câu số 4 này không thể làm sai được, ok, không thể làm sai được. Không có cái từ nào mà nằm ngoài nguyên tắc cả. Đó, cho nên là câu số 4 là một câu rất dễ và đáp án của chúng ta là gì? Là C. Tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp từ vựng, đúng không, gọi là phần hoàn thành câu. Thế thì như cô đã nói là phần hoàn thành câu này được bổ sung thêm hai câu nữa là có 14 câu tất cả. Thì câu thứ 5 là một câu hỏi về mạo từ. Đấy, như vậy chúng ta chú ý trong quá trình chúng ta ôn thi là chúng ta phải học những cái kiến thức liên quan đến mạo từ cho cô nhé. Mà cái câu mạo từ ở đây thực ra là câu rất dễ, cực kỳ dễ. Đấy, kể cả là các bạn nào mà không biết kiến thức về mạo từ, các bạn vẫn có thể làm đúng được. Bởi vì cái từ world, thế giới, đúng không, là cái từ mà chúng ta nghe rất nhiều. Nghe rất nhiều và người ta thường hay nói là the world, là có the ở đằng trước, đúng không? Đấy, thì cái câu này chúng ta sẽ phải chọn là gì? The đi với cả world, đúng không nào? Đó, người ta có nói là around the world hoặc là in the world. Người ta nói rất nhiều những cái từ như vậy. Thì kể cả là không nắm được nguyên tắc gì hết về mạo từ vẫn có thể làm đúng được cái câu này, đúng không? Thế thì bây giờ có nguyên tắc gì không? Ở đằng, tức là đằng sau cái hiện tượng này thì cái nguyên tắc của nó là gì? Thì world ở đây là một từ mà chỉ duy nhất, thế giới thì chỉ có một thôi, đúng không? Cho nên là chúng ta dùng mạo từ. Đấy, tương tự như chúng ta có the sun, chúng ta có the moon, đúng không nào? Đấy, tức là the là kết hợp với rất, có rất nhiều trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng mạo từ the. Thì cái trường hợp ở đây là gì? Là từ mà chỉ sự duy nhất thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ the, nhớ chưa? Đó. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là C, đúng không nào? Tiếp câu thứ 6. Câu thứ 6 thì cũng là một câu cực dễ và cũng là chương trình trong sách phổ thông, trong sách giáo khoa. Câu này chúng ta nhìn thấy có dấu hiệu nhận biết là có if, đúng không? Như vậy đây là câu điều kiện và sau đó thì vế của if người ta cho sẵn là thì hiện tại don, đúng không nào? Thì vế bên này sẽ thường là gì? Tương lai don. Đấy, như vậy will cộng verb nguyên thể mà câu này đáp án của chúng ta sẽ là C. Đấy, cái này C, cái này cũng C, cực kỳ dễ đúng không? Những câu như này là dễ quá. Câu này câu 7 cũng là một kiến thức ở trong sách giáo khoa, đúng không? Đấy, như cô đã nói rồi, phần ngữ pháp nằm trong sách giáo khoa rất nhiều, cho nên là những bạn nào muốn 5-6 điểm thôi học trong sách giáo khoa cho cô, hiểu chưa? Ở đây chúng ta nhìn thấy câu số 7 này có while, đúng không? While có nghĩa là trong khi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở vế bên này là quá khứ đơn,
Đó, với bên này là quá khứ đơn, với bên này lại có while nữa. Thì bây giờ thông thường sẽ là gì? While đằng sau đó cộng chủ ngữ cộng với cả verb ở thì quá khứ tiếp diễn, đúng không? Đó, hay còn gọi là cộng với was hoặc là were cộng với cả verb in. Cái này nó diễn tả cái gì? Hành động đang diễn ra thì một hành động cắt ngang. Hành động đang diễn ra là hành động anh ấy đang đi bộ trên phố thì bỗng nhiên anh ấy nhìn thấy có một cái quảng cáo công việc. Như vậy hành động đang diễn ra là đi bộ trên phố, hành động cắt ngang là nhìn thấy cái quảng cáo xin việc, đúng không? Thì cái hành động mà đang diễn ra chúng ta chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động cắt ngang chúng ta chia thì quá khứ đơn, đấy, y hệt như trong cái câu này. Như vậy câu này chúng ta chọn phương án là gì? Phương án A. Câu số 8 cũng là một câu hỏi về từ vựng và cũng là kiến thức ở trong sách giáo khoa. Ở đây người ta yêu cầu, người ta cho chúng ta các liên từ và các giới từ. Như vậy cái bài này là kiểm tra kiến thức về cách sử dụng liên từ, cách sử dụng giới từ. Ở đây trong 4 phương án này thì chúng ta có, đây là giới từ này, cụm giới từ này, because of là cụm giới từ, in spite of là cụm giới từ. Đó, thì cái since này thì vừa có thể là giới từ mà vừa có thể là liên từ. Đấy, như vậy chúng ta có hai liên từ, hai giới từ, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta xem ở đây chúng ta phải nhớ là liên từ, đúng không nào? Có phải kiến thức này thì làm chọn được cái, biết được cái kiến thức này thì rất là nhanh thôi. Liên từ thì cộng với cả mệnh đề, đúng không? Thế còn giới từ thì không cộng với mệnh đề đâu, mà sẽ cộng với cả danh từ hoặc là cộng với cả verb in. Đó, như vậy liên từ thì cộng mệnh đề và giới từ thì cộng với danh từ hoặc verb in. Thì cái câu số 8 này chúng ta để ý xem cái đằng sau chỗ trống nó là mệnh đề hay nó là verb in hay nó là danh từ. Thì ở đây chúng ta thấy là it is cộng với cả it cộng is rồi. Như vậy it là chủ ngữ giả rồi, đúng không? Và is là động từ. Như vậy đây là trường hợp gọi là gì? Đây là trường hợp mệnh đề. Đấy, nhưng mà chúng ta phải loại phương án C và phương án D. Loại C và loại D. Đấy là cách mà cô nhìn rất nhanh luôn. Đấy, cách để cô nhìn. Phải dựa vào những cái hiểu biết chúng ta về mặt ngữ pháp thì cô nhìn ra một cái C, D là sai. Đấy, bây giờ còn lại hai phương án là A và B thì nó lại liên quan đến nghĩa. Chúng ta phải căn cứ vào nghĩa. Đấy, bước thứ hai là căn cứ vào nghĩa. Bởi vì chỉ còn lại hai phương án là A và B thôi. Đấy thì since có thể có nghĩa là bởi vì hoặc có nghĩa là kể từ khi. Đấy, thế còn phương án B, although có nghĩa là mặc dù. Chúng ta chú ý cho cô nhé, since khi nó là liên từ á, thì nó có thể bằng với cả nó có nghĩa là kể từ khi này. Nghĩa thứ hai của nó là bằng với cả từ because này, có nghĩa là bởi vì, hiểu chưa? Đó. Thế thì although có nghĩa là mặc dù. Bây giờ cái câu này dịch ra phải dịch nghĩa. Solar energy is not widely used. It is friendly to the environment. Solar energy có nghĩa là năng lượng mặt trời thì không được sử dụng một cách rộng rãi. Widely ở đây có nghĩa là rộng rãi, tức là sử dụng nhiều bởi nhiều người hoặc là ở nhiều nơi. Đó, thì cái năng lượng mặt trời thì không được sử dụng rộng rãi, và cái vế đằng sau là friendly to the environment, tức là thân thiện với môi trường. Thì ở đây chúng ta thấy là hai cái vế này nó có cái sự trái ngược gì đấy, tức là mặc dù thân thiện nhưng mà lại không được sử dụng rộng rãi, đúng không? Như vậy chúng ta căn cứ vào nghĩa chúng ta sẽ chọn cho cô phương án gì? Phương án B. Ok, tiếp câu thứ 9 nào. The sign warns people cái gì đó, the dangers of swimming in the river. Câu thứ 9 này là câu hỏi về giới từ, và cái từ warn, từ cảnh báo, cũng là một cái từ mà không có gì là xa lạ với chúng ta cả. Kiến thức phổ thông hết, kiến thức rất căn bản luôn. Thì ở đây warn tức là khuyến cáo, cảnh cáo ai về cái gì, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng about hoặc là giới từ against something. Đó. Đấy, thì một là about, hai là against. Đấy, thì câu này nó là theo cấu trúc rồi. Hoặc là chúng ta có thể đoán được nghĩa thôi, là về cái việc gì đấy thì chúng ta sẽ dùng cái giới từ là about, thế thôi, đúng không? Đó. Thế còn from thường là ám chỉ là xuất xứ, từ đâu đấy, đúng không nào? Đó. Thế còn with với cả to, to thì thường là đến đâu đấy. Đó. Thì nói chung là căn cứ vào nghĩa của cái giới từ about, chúng ta hoàn toàn có thể đoán được
là giới từ ở đây phải là từ about. Bởi vì about thường có nghĩa là về việc gì đấy. Vậy thì câu này là gì? The sign warns people about the dangers of swimming in the river. Cái sign đó là cái biển báo á, thì nó gọi là nó khuyến cáo đấy, hoặc là nó cảnh báo. Nó cảnh báo cho người ta về những cái nguy hiểm khi mà bơi ở cái dòng sông này. Đó. Ở đây chúng ta chú ý cái từ danger có nghĩa là nguy hiểm. Rồi câu thứ 10. Câu thứ 10 thì là kiến thức nó hơi khó hơn một chút. Câu này thì cũng mang tính chất là hơi phân loại. Câu này để hơi phân loại một tí. Câu thứ 10 gọi là hơi phân loại thôi, nhưng mà thực ra thì nó cũng không phải là một cái gì nó quá là khó cả. Đấy, thì chúng ta chỉ cần nắm được cái kiến thức về nó thôi là chúng ta làm được, chứ chúng ta không nhất thiết chúng ta phải tư duy quá nhiều về cái câu này. Thế cho nên cô mới gọi nó là hơi khó hơn một tí và hơi phân loại hơn một tí. Thế câu số 10 này là gì? Là đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án A, và cái on ấy cộng với cả arrival ở đây, tức là cộng với cả danh từ, đúng không? Nó bằng với cả when, nó bằng với mệnh đề when cộng chủ ngữ cộng verb. Đó, được chưa nào? Cho nên là ở đây thì chúng ta thấy là on cộng với cả danh từ thì thực chất nó là rút gọn của mệnh đề when. Thực chất nó là rút gọn của mệnh đề when. On ở đây có thể bằng với cả từ upon. Đó, như vậy chúng ta có hai cái, có thể on hoặc là upon cộng danh từ. Sau đó thì cộng danh từ hoặc là cộng với cả verb in nữa nhé. Đó, có thể là cộng danh từ hoặc cộng verb in thì nó bằng với cả mệnh đề when. Như vậy cái câu kia chúng ta có thể từ cái phương án A này chúng ta viết lại thành mệnh đề when là như thế nào? Là when. Chúng ta rút gọn được cái when này thành cái này nhá. Khi mà cái chủ ngữ của hai vế nó phải là cùng một chủ ngữ. Thế bây giờ cái câu này nó rút gọn rồi, thì bây giờ chúng ta muốn biết là chủ ngữ ở sau cái when này là gì, thì chúng ta căn cứ vào vế đằng sau. Thế như vậy là they, đúng không? When they. Sau đó đến động từ thì biến cái danh từ arrival kia thành động từ. Mà nhớ đây là thì quá khứ đơn, cho nên chúng ta phải biến cái arrival thành động từ ở quá khứ đơn. Đấy. When they arrived at the party. Đó, như vậy chúng ta đã có một cái câu như này rồi, đúng không? When they arrived at the party. Phải, they were surprised to find their favorite band playing there. Được chưa? Đấy, thì ở đây chúng ta có cái câu đầy đủ của nó là mệnh đề when. Đấy, và nhớ là chúng ta nhớ là có thể rút gọn thành cái on hoặc upon này khi mà cái chủ ngữ của mệnh đề when và chủ ngữ của cái mệnh đề bên kia phải là cùng là một đối tượng, đúng chưa? Thì lúc đấy chúng ta mới có thể biến đổi từ mệnh đề when thành cái on hoặc là upon được. Đó, thì câu số 10 nó là cái kiến thức gọi là sự rút gọn mệnh đề, rút gọn từ mệnh đề when thành on upon, tức là thành giới từ, đúng không? On upon cộng danh hoặc là cộng với cả verb in. Câu thứ 11 của chúng ta là cũng là một cái trường hợp mệnh đề rút gọn. Đó, cũng là một trường hợp mệnh đề rút gọn. Ở đây chúng ta thấy là đằng trước chỗ trống nó có cái từ là once, đúng không? Thì once ở đây nó là một cái liên từ. Đó, once bình thường có once nó có thể có nghĩa là một khi hoặc là ngay khi. Đó, thì nó là một cái liên từ. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là liên từ mà ở đây đằng sau đấy nó lại nó không có chủ ngữ, đúng không? Đấy, thông thường liên từ thì như cô đã nói rồi. Đó, liên từ thì nó sẽ cộng với cả một cái mệnh đề, đúng không? Thế nhưng mà trong cái trường hợp này, once nó là liên từ, thế nhưng đằng sau đấy nó lại không có chủ ngữ, tức là không có một danh từ nào cả, mà kế đến nó lại là động từ luôn. Đấy, thì rõ ràng chúng ta có thể từ đó chúng ta nhận ra được, à đây là dạng câu mệnh đề rút gọn, nhớ chưa? Thì once nó có thể rút gọn bằng cách là cộng với cả gì? Phân từ 2, đấy để ám chỉ cái hàm ý là bị động. Được chưa nào? Đấy, chúng ta có thể rút gọn theo kiểu là có một cái cấu trúc rút gọn là once cộng với cả phân từ 2. Đấy, thì cụ thể là ở đây chúng ta sẽ chọn cái trường hợp nào. Đấy, once produced in large quantities, these products will be more affordably priced. Đó, thì câu này đáp án của chúng ta là phương án C. Thì viết đầy đủ ra sẽ là gì? Once, rồi sau đó chúng ta thiếu thành phần chủ ngữ, đúng không? Thì muốn biết chủ ngữ của mệnh đề once này là gì thì chúng ta lại phải xem cái chủ ngữ của mệnh đề tiếp theo, đúng không nào? Chính là once these products, đúng không nào? Đây là câu đầy đủ nhá. Là once these products. Đấy, sau đó thì đây là thành phần là phân từ 2 rồi, thì chúng ta ở đây là câu bị động, thì chúng ta lại phải biến đổi thành câu bị động, đúng không? Là gì? Are produced. Tức là một khi mà những cái sản phẩm này nó được sản xuất hàng loạt,
đấy, với số lượng lớn mà in large quantities là được sản xuất hàng loạt, hoặc là sản xuất với số lượng lớn thì they will be more affordably priced. Có nghĩa cái giá cả nó sẽ rất là phải chăng. Affordably priced có nghĩa là giá cả phải chăng, để có nghĩa là nó sẽ trở nên rẻ hơn so với cả sản xuất một ít một, đúng không? Thì câu này chú ý cho cô cũng chính là mệnh đề rút gọn. Đấy thì cái câu đầy đủ ở đây sẽ là once này cộng với cả chủ ngữ này, đúng không? Rồi cộng với cả câu bị động này, thì chúng ta có thể rút gọn cái câu bị động này thành cái câu ở phía trên là once này, bỏ chủ ngữ đi, bỏ cả động từ to be đi và chỉ giữ lại cái phân từ hai thôi. Đấy thì đây là cách để chúng ta rút gọn câu bị động, được chưa? Và vẫn giữ nguyên cả cái liên từ của nó nhé. Rồi tiếp tục câu số 12. Câu số 12 để kiểm tra chúng ta hai cái kiến thức. Đấy, câu thứ 12 là kiểm tra hai kiến thức thì nó vẫn nằm ở trong cái trong kiến thức phổ thông thôi. Ở đây chúng ta có cái động từ đằng trước chỗ trống là động từ forget, đúng không? Quên. Thì đây là kiến thức mà cũng gọi là những kiến thức rất cổ điển, đúng không? Cái từ forget này đằng sau đó nó có thể có hai trường hợp, một là cộng với cả to verb và hai là cộng với cả verb ing, đúng không nào? Đó. Nếu mà forget cộng to verb có nghĩa là quên là phải làm gì, thế còn forget cộng verb ing là quên là đã làm gì. Thế thì bây giờ cái hàm ý của câu này nó ám chỉ cái điều gì ở đây? Là Jane would never forget cái gì đó first prize in such a prestigious competition. Đấy, như vậy là ở đây là cô ấy đã được trao giải, đúng không? Cái giải của giải nhất ở trong một cái cuộc thi nó rất là uy tín như vậy. Prestigious có nghĩa là uy tín. Đấy, như vậy prestigious competition là uy tín, một cuộc thi uy tín. Như vậy cái việc trao giải này thì đã xảy ra chưa? Nó xảy ra rồi và cô ấy không bao giờ có thể quên được. Như vậy hàm ý của cái câu này nó ám chỉ rằng là cái sự việc này đã xảy ra rồi. Cho nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng forget cộng với cả verb ing, đúng không nào? Thế tuy nhiên cái câu này thì chúng ta lại thấy là gì? Nó là dạng câu chủ động hay câu bị động? Đó, như vậy ở đây chúng ta lại thấy là kiến thức thứ hai mà chúng ta cần phải biết đó là chủ động hay bị động. Đó, với cái dạng forget cộng verb ing thì đây là dạng chủ động, đúng không? Thế còn bị động của nó sẽ là gì? Bởi vì ở đây cái động từ là động từ award, là gọi là trao giải, thì Jane nó phải là được trao giải chứ không thể là cô ấy đi trao giải cho người khác được, đúng không? Mà cô ấy được trao cái giải nhất đấy. Cho nên là cái hàm ý ở đây phải là bị động. Thì bây giờ đây là câu chủ động rồi thì bị động của verb ing nó sẽ là gì? Nó sẽ là being cộng với phân từ hai, được chưa? Như vậy là forget cộng verb ing là câu chủ động, thế còn forget cộng being cộng phân từ hai là câu bị động, là quên là đã được làm gì, đúng không? Đây là không bao giờ quên là đã được trao cái giải đấy. Như vậy câu số 12 chúng ta thấy chưa? Kiểm tra chúng ta hai kiến thức. Thứ nhất là phải phân biệt được to verb và verb ing. Thứ hai là phải biết được là phải phân biệt được chủ động và bị động. Đó, đấy là câu thứ 12. Như vậy câu thứ 12 thì đáp án sẽ là gì? Phương án B. Câu thứ 13 cũng là một cái câu mà kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, hay còn gọi đây là kiến thức cơ bản về từ loại hay là vị trí của các từ ở trong câu. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là đằng trước chỗ trống nó là động từ save, đúng không nào? Save có nghĩa là tiết kiệm. Thì save là động từ cho nên đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với cả một danh từ, bởi vì là chúng ta nói là tiết kiệm cái gì, đúng không? Đấy, tiết kiệm cái gì thì rõ ràng là đằng sau cái save này nó phải cộng với cả một danh từ. Đấy, như vậy chúng ta nhìn thấy bốn cái phương án này thì đâu là danh từ? Đấy, chúng ta có đuôi et, đúng không? Nó là đuôi của danh từ có nghĩa là điện. Thế còn đuôi efi thì đây là đuôi của động từ có nghĩa là truyền điện. Đấy, động từ electrify có nghĩa là truyền điện. Thế còn chúng ta có tính từ electric. Đấy, đây là đuôi tính từ đây, ic, đúng không? Là đuôi của tính từ, rất dễ. Đó, electric có nghĩa là gọi là gì đây? Thuộc về sử dụng điện. Đó, thuộc về sử dụng điện hoặc là sản xuất ra điện. Đấy, tính từ gọi là thuộc về sử dụng điện. Cái từ electric này nó thường kết hợp với cả những cái thiết bị mà sử dụng điện, ví dụ như là cái nồi đun nước chẳng hạn, đúng không? Rồi chúng ta có electrically, thì đuôi ly là đuôi của gì đây? Đuôi của trạng từ, đúng không? Đấy, chúng ta thấy không? Kiến thức về từ loại toàn những kiến thức cực kỳ căn bản. Toàn những kiến thức cực kỳ căn bản để gọi là nhận diện về cái cấu tạo từ. Khi mà chúng ta học, chúng ta phải học về cấu tạo từ. Đây là đuôi efi thì đuôi của động, đuôi ly là đuôi của trạng, đuôi ic là đuôi của tính và đuôi et là đuôi của danh. Đấy, như vậy từ đó chúng ta suy ra được câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án gì? A, đúng không? Electricity. Đó, save electricity có nghĩa là tiết kiệm điện.
Đó, thì toàn bộ câu này là gì? You should turn off the lights before going out to save electricity. Là bạn nên tắt đèn trước khi bạn đi ra ngoài để tiết kiệm điện. Tiếp tục với câu số 14. Câu số 14 thì nó sẽ hơi khó hơn một chút. Tức là cái câu này thì nó cũng gọi là hơi mang tính chất phân loại một chút. Như bạn nào mà chỉ học để đi thi tốt nghiệp thôi á, thì câu này có thể cũng sẽ vẫn làm sai. Đó, thế còn đấy thì cho nên câu này cũng mang tính chất là khá là phân loại. Ok, khá là phân loại thôi nhưng không hẳn là quá là phân loại. Bởi vì nó vẫn là một cái dạng câu mà những cái từ ở đây nó vẫn rất là quen thuộc, đúng không? Những cái gì mà nó quen thuộc ấy, thì gọi là nó chỉ gọi là mang tính chất là hơi khó hơn một chút với những bạn nào học ít. Bạn nào học ít thì tất nhiên là gặp phải cái câu 14 này là cũng sẽ hơi khó đấy, hơi phân vân đấy. Bởi vì là những cái phương án này nghĩa của nó giống nhau, đúng không? Thì đó là cách sử dụng nó khác nhau thôi. Ok, rồi câu 14 nè. Ở đằng sau chỗ trống chúng ta có cái cụm từ là school fees. School fees có nghĩa là học phí, đúng không? May discourage many students from attending university. Thì học phí có thể là sẽ làm cho rất nhiều sinh viên hoặc là rất nhiều học sinh thoái chí. Đó, tức là sẽ khiến cho họ là không muốn là vào học đại học nữa. Đấy, ở đây chúng ta có cái từ discourage, nó là trái nghĩa với từ encourage. Encourage có nghĩa là khuyến khích, thì discourage có nghĩa là làm cho người ta cảm thấy không muốn cái điều đó nữa. Đấy, thì học phí nó phải là cao, hoặc là việc tăng học phí lên, hoặc là việc nâng học phí lên thì sẽ khiến cho nhiều học sinh là lưỡng lự trong cái việc là vào đại học, đúng không? Đặc biệt là những cái trường ngày xưa cô học thì học phí nó rất là rẻ, mà đặc biệt là cô là con thương binh nữa cho nên học phí lại càng rẻ. Nhưng mà bây giờ cô thấy học phí một tháng, một năm mà lên đến mấy chục triệu thì thực sự là nó cũng hơi bị kinh khủng đấy. Rồi thì bây giờ là gì? Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì? Chúng ta phải phân biệt. Thì câu này á, đáp án thì là raising, đúng không? Raise có nghĩa là tăng cái gì đó lên. Thì raise ở đây là một cái động từ mà có thể kết hợp với cả một cái danh từ ở đằng sau đấy, đúng không? Đó. Thì thực ra thì bốn cái động từ này đều có thể kết hợp với cả danh từ ở đằng sau, đều có thể có tân ngữ ở đằng sau. Thế nhưng mà cái ý nghĩa, cách sử dụng của nó để được sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Thì raise ở đây có nghĩa là tăng, chúng ta có thể tăng giá hoặc là tăng học phí. Đó. Thế còn receive có nghĩa là nhận, đúng không? Thì rõ ràng cái từ receive này nó sẽ là sai rồi. Thế còn lại hai cái từ là gaining and improving. Gaining dùng trong trường hợp nào? Chúng ta có thể nói là tăng cân thì chúng ta nói là gain weight, đúng không? Gain đi với weight là tăng cân, đúng không nào? Hoặc gain, em có thể nói là em gain knowledge thì lại mang một nghĩa khác rồi, đúng không? Khi em nói là gain weight thì gain có nghĩa là tăng, nhưng khi em nói là gain knowledge, gain knowledge thì thực ra ám chỉ vẫn là kiến thức tăng lên, nhưng mà gain knowledge ở đây là có được thêm kiến thức. Đấy chưa? Ví dụ em đi làm thì em có thêm được các kinh nghiệm, hoặc là em gain experience, hoặc là em gain knowledge, đúng không? Thì gain ở đây là có được thêm cái đó. Đó thì nó cũng có nghĩa là tăng, nhưng mà nó được sử dụng trong những trường hợp như thế này. Thế còn cái từ improve, improve có nghĩa là cải thiện. Đó, ví dụ em tình hình đã cải thiện rồi, đúng không? Là sức khỏe đã cải thiện rồi, đúng không? Đấy, thì cái từ improve, hoặc là chúng ta có thể nói là cải thiện cái hệ thống bán hàng vân vân. Đấy, thì cái từ improve nó có nghĩa là cải thiện, thì nó không có nghĩa của nó không phù hợp ở trong cái trường hợp này, đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta chỉ có thể chọn phương án A, thì raise có nghĩa là em tăng cái gì đó lên. Đó, thế còn gain cũng có nghĩa là tăng, đúng không? Nhưng tăng cân thôi, đấy, hoặc là tăng kiến thức, hoặc là tăng cái gì đấy thôi nhá. Câu số 15 là một câu hỏi về sự kết hợp từ. Thực ra ấy, gọi là sự kết hợp từ, gọi là những cái câu hỏi về sự kết hợp từ thường là những câu hỏi phân loại, đúng không? Nhưng mà câu này nó cũng không mang tính chất là quá khó. Đấy, gọi là phân loại vừa vừa. Phân loại vừa vừa, nó không quá khó. Thì cái câu này chúng ta thấy được đằng sau chỗ trống nó có cái harm, đúng không? To, harm ở đây á là vừa là động từ và là danh từ. Thì trong trường hợp này nó là danh từ, nó kết hợp với cả cái động từ do ở đằng trước, là do harm to something, có nghĩa là gây hại cho cái gì đấy. Thì cái này là cái cụm từ mà nó có sự kết hợp với nhau, nó mang tính chất là thành ngữ ở trong tiếng Anh rồi, cho nên không thể kết hợp với cả ba cái động từ kia, mà bắt buộc phải là do, bắt buộc phải là do thì nó make được. Đó, vậy là do harm. Như vậy cái kiến thức này nó cũng liên quan một chút về do và make, thì chúng ta chú ý học cho cô trong cái phần do và make, nhớ chưa? Do kết hợp với cái gì, make kết hợp với cái gì, học cho cô cái đấy để đi thi biết đâu lại cho thêm một câu nữa về do với make, đúng không? Câu 16 là một cái câu mà có thể sẽ có nhiều bạn làm sai, kể cả những bạn khá nhưng vẫn có thể làm sai. Như vậy câu này, câu 16 này là câu mà thực sự mang tính chất phân loại. Thực sự
phân loại một tí. Nhưng mà những bạn nào mà tư duy tốt một tí thì nó cũng không phải là quá khó đâu. Ở đây nó phân biệt giữa từ degree, certificate, diploma và qualification. Bốn cái từ này. Thế thì ở đây cô nhìn cái là cô biết ngay là phải chọn cái gì, căn cứ vào cái gì. Căn cứ vào cái từ completion ở đằng sau. Completion có nghĩa là sự hoàn thành khóa học, đúng không? Thì ở đây là gì? Sau khi mà kết thúc cái khóa đào tạo thì mỗi một thành viên sẽ được trao cho một cái gì đấy hoàn thành khóa học. Thì cái sự hoàn thành khóa học đây phải là một cái chứng chỉ hoặc một cái chứng nhận là em đã hoàn thành khóa học ABCXYZ gì đấy. Cô lấy ví dụ, khi các em học xong đại học đúng không? Học 4 năm đại học thì em sẽ được trao cái gì? Em được trao degree, em được trao bằng. Degree là bằng, nhớ nhớ, bằng cấp. Và cái degree này chỉ dùng theo kiểu là bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ thôi. Đấy, degree chỉ dùng trong trường hợp ba cái bằng đấy thôi, bằng rất là kiểu cao cấp đúng không? Bắt đầu từ đại học trở lên là gọi là degree rồi. Đó, thì sau khi em học 4 năm xong em sẽ được trao cái degree đấy. Thế nhưng mà khi mà em chưa được nhận cái degree đấy mà em lại phải đi xin việc chẳng hạn, thì em lại phải lên trường em xin là cô ơi cho em cái chứng nhận hoàn thành 4 năm đại học đi. Khi mà chưa có cái degree đấy đúng không, em sẽ phải có cái chứng nhận là em hoàn thành. Đấy, thì cái certificate có nghĩa là chứng nhận. Nó có rất nhiều nghĩa nhé, cái từ certificate này có rất nhiều nghĩa. Một có nghĩa là chứng chỉ, hai là sự chứng nhận. Đấy không? Thì trong trường hợp này, cái từ certificate nó có nghĩa là sự chứng nhận là hoàn thành khóa học. Đấy chưa nào, đây là chứng nhận hoàn thành khóa học. Đấy thì nó có hai nghĩa để phải chú ý được không? Một là chứng chỉ, hai là sự chứng nhận. Đó. Rồi ví dụ chúng ta có giấy khai sinh chẳng hạn đúng không? Giấy khai sinh là cái giấy mà chứng minh là anh đã sinh ngày này, ở đây, tên là thế này, thế kia, ABCXYZ. Thì đấy là giấy khai sinh đúng không? Thì chúng ta có từ là birth certificate, đúng không nào? Thì cái từ certificate ở đây nó ám chỉ cái việc là chứng nhận thôi. Chứ nó không có nghĩa là chứng chỉ hay cái gì hết, nhớ chưa? Đấy như vậy, từ certificate, nhớ cái nghĩa ở trong trường hợp này nó có nghĩa là giấy chứng nhận. Được chưa nào? Hoặc là giấy chứng tử, giấy khai sinh, giấy ABCXYZ gì đấy. Thì còn một cái nghĩa nữa còn ngó là chứng chỉ. Thì chứng chỉ là những cái chứng chỉ người ta trao certificate, chứng chỉ. Ví dụ em hoàn thành một khóa ngoại ngữ ở trung tâm cô Hoàng Xuân chẳng hạn, thì em học 3 tháng em sẽ được trao một cái chứng chỉ là certificate. Em hiểu không? Hoặc là em đi học một cái khóa gọi là về kỹ năng máy tính chẳng hạn, sử dụng máy tính thì em sẽ được trao. Hoặc 3-4 tháng gì đấy thì em sẽ được trao một cái certificate. Ok. Thế còn to hơn certificate nó gọi là diploma. Thì diploma có nghĩa là cũng gọi là chứng chỉ, nhưng mà nó được sử dụng theo kiểu là em phải học 2 năm. Đấy, học 2 năm. Hoặc là diploma cũng có thể được sử dụng trong trường hợp mà em tốt nghiệp cấp 3 thì em được trao cái diploma đấy, gọi là bằng tú tài, đúng không? Cấp 3 thì còn dùng diploma. Thế còn to hơn thì phải dùng degree, nhớ chưa? Degree là từ đại học, chỉ dùng cho bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ thôi, gọi là degree, ok? Thế còn diploma thì chứng chỉ áp dụng cho những khóa học có thể 1 năm, 2 năm hoặc là tốt nghiệp cấp 3, gọi là bằng tú tài. Đấy, thì tiếp qualification thì nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khả năng chuyên môn của em. Từ này thì cũng là một từ có rất nhiều nghĩa. Thì qualification ám chỉ chung bằng cấp, khả năng chuyên môn, vân vân. Ok, như vậy câu này chúng ta chọn cho cô phương án B. Và trong trường hợp này nó có nghĩa là gì? Nhắc lại, nó có nghĩa là giấy chứng nhận, nhớ chưa? Giấy chứng nhận. Câu thứ 17 và câu 18 cũng là những câu mang tính chất phân loại rất mạnh. Bởi vì kiểm tra bằng từ vựng, đúng không? Cụ thể là những cái từ này, những bạn nào mà học ít thì có thể là các bạn sẽ không biết là phải chọn từ gì cả. Đấy, cho nên là những bạn nào cô nhắc lại là muốn được 8, 9 thì các bạn phải chú ý học cho cô từ vựng. Đấy, ở đây là sự kết hợp từ, vừa là từ vựng nhưng mà vừa là sự kết hợp từ của trạng từ đi với cả cái tính từ. Đấy, và cái cụm ở đằng sau này thì nó có nghĩa phù hợp. Ở đây chúng ta thấy là đằng sau chỗ trống là cái cụm từ là high levels of pollution. Levels có nghĩa là mức độ, đúng không? Pollution là ô nhiễm. Levels of pollution là mức độ ô nhiễm. Và high là cao. Như vậy mức độ ô nhiễm ở mức độ cao, đúng không? Cao như thế nào? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô cái đáp án là D. Excessive. Excessively có nghĩa là một cách quá mức. Cao gọi là cao một cách quá mức, đúng không? Có phải người Việt Nam mình hay nói như vậy không? Cao một cách quá mức, đúng không? Thế thì cái từ excessively này có nghĩa là quá mức, quá mức. Đó, tiếp theo chúng ta có ba từ còn lại. Thì vì sao lại không chọn được? Bởi vì thứ nhất phương án A chúng ta có từ redundantly, có nghĩa là thừa mứa, dư thừa. Thì
Nó thường là dùng trong những cái trường hợp khác, chứ nó không dùng theo kiểu là quá mức như thế này, đúng không? Nó có nghĩa là dư thừa, thừa mứa, gọi là redundantly. Ví dụ như là cái từ redundant đó, thường hay được dùng trong những trường hợp mà công ty mà giảm biên chế chẳng hạn. Giảm biên chế có nghĩa là người ta bị thừa nhân công, đúng không? Thì người ta giảm biên chế đi, thế nên gọi là dư thừa, quá mức, gọi là dư thừa, đúng không? Thế còn cái này là quá mức, có nghĩa là ở cái mức độ nó quá cao đó. Thế còn chúng ta có từ phương án C là marginally. Marginally thì bằng với cả từ slightly, có nghĩa là hơi hơi hoặc là một chút. Đó, từ này bằng với cả slightly là hơi hơi hoặc là một chút. Đó, thế còn phương án B, thế phương án, cái phương án C tại sao không chấp nhận được? Bởi vì cái câu này á, ý nói là cái mức độ cao, cao quá mức. Và ở cái vế đằng sau này này, in the coastal areas are a matter of great concern to the government. Tức là cái mức độ ô nhiễm cao quá mức ở những cái khu vực ven biển thì là một cái vấn đề mà là một cái nỗi lo ngại rất lớn với chính phủ. Thì cái, một cái nỗi lo ngại rất lớn, đúng không? Ở đây ý nói là rất lớn, thì rõ ràng là phải là cái mức độ cao quá mức cho phép, chứ không thể nào chỉ hơi hơi cao được, đúng không? Nếu mà chỉ hơi hơi cao thôi thì nó không phải là một cái great concern, nó không phải là một cái mối lo quá lớn đối với cả chính phủ. Thế cái từ marginally này nó có thể đi vào đây được, nhưng mà nghĩa của nó lại không phù hợp trong cái văn cảnh này. Thế còn cái phương án B ở đây chúng ta có từ intensively. Intensively được có nghĩa là chuyên sâu, một cách chuyên sâu. Ví dụ chúng ta hay nói là cái nghiên cứu này được thực hiện chuyên sâu, đúng không? Đó, thì intensively là chuyên sâu. Đấy. Rồi, thì nó không phù hợp. Tóm lại ở đây chúng ta nói là cái mức độ ô nhiễm ở mức quá mức cho phép, đúng không nào? Quá mức cho phép thì chúng ta dùng cái từ excessively này. Câu thứ 18 là một câu mà liên quan đến thành ngữ và liên quan đến sự kết hợp từ. Thành ngữ thực ra cũng là sự kết hợp từ, đúng không? Thì ở đây cái câu này biết thì chọn đúng, còn không biết thì gọi là 25% là em có thể chọn đúng thôi. Ở đây chúng ta đằng trước sẽ chống là câu từ là leave nothing to. Thì leave nothing to ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô phương án D. Leave nothing to chance. Cái này là khó đấy, cái này là không phải là dễ đâu nhá. Câu 18 này không phải là dễ đâu. Câu 17 còn dễ hơn cả câu 18. Còn câu 18 rất là khó, bởi vì là cái cụm từ này ai mà đã từng học rồi, ai đã từng biết thì làm được, còn không thì cái khả năng làm sai rất là cao. Thì leave nothing to chance có nghĩa là gì? Để không còn sơ sót nào cả, đúng không? Thì cái câu này là event organizers, là những cái nhà tổ chức sự kiện thì cần phải lên kế hoạch một cách kỹ càng để mà không xảy ra bất kỳ một sơ sót nào cả. Ấy, thì leave nothing to chance là không để xảy ra bất kỳ một sơ sót nào cả. Ok, thì nói chung hai câu này là hai câu mà mang tính chất phân loại rất mạnh. Chúng ta tiếp tục với hai câu về phần câu đồng nghĩa. Đi thi phải chú ý gạch chân cho cô, hoặc là khoanh vào cái phần này nhé, gọi là closes. Có nghĩa là nó hỏi về câu từ đồng nghĩa, nhớ chưa? Phải luôn luôn chú ý là cái này nó hỏi về từ đồng nghĩa chứ không phải là từ trái nghĩa. Đấy, thì cái câu 19 này là câu mà có xuất hiện cái từ regarded, đúng không? Regarded là một cái từ mà nó cũng khá là quen thuộc. Đấy, thì thông thường những bạn làm ôn thi khối A1 và khối D thì cô nghĩ là chắc chắn là sẽ gặp cái từ này. Đấy, cho nên là cái câu này thì nó không phải là mang tính chất phân loại quá mạnh. Đấy, và chúng ta có thể dựa vào cái văn cảnh để chúng ta đoán được nghĩa của từ regarded nữa. The discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough in astronomy. Là sự phát hiện ra một cái hành tinh mới thì nó được cái gì đấy như là đó, là một cái bước đột phá quan trọng trong ngành thiên văn học. Vậy thì ở đây cái từ regarded có thể đoán được là được coi như là, đúng không? Đấy, cái việc phát hiện này được coi như là một cái bước đột phá rất là lớn. Thì regarded nó bằng với cả từ gì? Bằng với cả phương án C là considered, được chưa? Đấy, như vậy chúng ta có regard bằng với cả consider, được coi là bằng với cả C. Đó, C và có thể đi với cả S ở đằng sau, được coi là cái gì đấy. Và thế còn promise có nghĩa là hứa này, doubt là nghi ngờ này, refuse là từ chối này, không phù hợp. Đó. Tiếp câu 20, chúng ta hoàn đây là cái câu mà trường hợp là cụm động từ này. Cụm động từ là get around. Có thể chúng ta không biết nghĩa của từ get around này, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đoán được nó dựa vào văn cảnh. Đó. Mary has finally managed to get around her strict parents to let her go on a 3-day excursion with her classmates. Ở đây là Mary đã cuối cùng là đã thành công, đúng không? Ở đây chúng ta có từ manage, nó có nghĩa là thành công. Thế thì ở đây cái câu số 20 này, chúng ta muốn đoán được nghĩa của từ get around thì chúng ta phải biết được từ vựng, những cái từ vựng khác, đúng không?
Đấy, bây giờ muốn biết, muốn đoán được nghĩa của từ thì phải có đủ từ vựng để mà đoán được, đúng không? Chúng ta phải hiểu đủ cái câu này để mà đoán được. Thì muốn hiểu đủ cái câu này thì phải biết được một cái lượng từ vựng nhất định để đoán được cái câu này, đấy chưa? Cho nên là gọi là học kỹ năng để đoán nghĩa của từ, nhưng nó vẫn phải dựa trên một cái điều kiện là gì? Em cần phải học từ vựng nữa, em cần phải biết một cái số lượng từ vựng nhất định nào đấy, thì từ đó em mới có thể đoán được nghĩa của từ, đấy chưa? Chứ không phải là chả biết một tí gì hết, cho một cái câu như này chả biết từ nào, thế lúc đấy thì đoán cái kiểu gì, đúng không? Còn chả hiểu văn cảnh nó nói gì thì lấy đâu ra để đoán. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải biết những cái từ manage này, đúng không? Có nghĩa là thành công đấy, cuối cùng thì đã thành công trong cái việc là như thế nào đấy. Và chúng ta phải biết cái từ strict. Strict có nghĩa là bố mẹ cô ấy rất là nghiêm khắc. À, nghiêm khắc thì thường là không cho con đi đâu hết cả, đúng không? Thì bây giờ cô ấy đã thành công trong cái việc gì? Là thuyết phục bố mẹ cô ấy, đúng không? Từ get around, từ đấy có thể suy ra được là gì? Nó bằng với cả từ persuade, là thuyết phục, đúng không? Đấy. Thế còn permit là cho phép. Đấy. Cho phép thì ở đây không phù hợp, bởi vì là cho phép thuyết phục bố mẹ cô ấy, chứ không thể nào mà ở đây cái từ permit không cho vào đây được, bởi vì là strict parents, là bố mẹ nghiêm khắc của cô ấy, thì không thể nói là permit her strict parents được, đúng không? Đấy. Permit là cho phép, thế còn đây là thuyết phục, hai từ này là khác nhau. Thế còn offer có nghĩa là gì? Là mang lại, hoặc là cung cấp, hoặc là đề nghị. Thế còn support là ủng hộ, hỗ trợ. Đấy thì không phù hợp, đúng không? Ở đây chỉ có thể là persuade, là thuyết phục thôi. Hoặc là persuade bằng với cả từ gì? Persuade này là từ còn dễ đấy nhá. Nó cho cái từ convince, có khi nhiều bạn lại còn không biết, đúng không? Đấy, persuade bằng với cả convince, có nghĩa là thuyết phục. Tiếp đến phần trái nghĩa, hiểu chưa? Chú ý ở đây, phải chú ý xem người ta cho ở đây là cho cái thể loại gì. Trái nghĩa thì phải chú ý phải tìm từ trái nghĩa, chứ còn nếu không thì mơ mơ màng màng lại chọn từ đồng nghĩa là khổ, đúng không? Là sai. Đi thi mà rất nhiều bạn như vậy luôn, đi thi chính thức mà còn như vậy thì thật sự là quá là chán. Ở đây chúng ta có từ deter. Từ deter này không nhiều bạn biết, thế nhưng chúng ta vẫn có thể đoán được nghĩa của nó dựa vào văn cảnh, đúng không? Đấy, quan trọng là chúng ta phải hiểu cái văn cảnh nó nói cái gì. Traffic congestion có nghĩa là sự tắc nghẽn giao thông. In big cities, ở các thành phố lớn, deters many people from using their private cars at peak hours. Đấy, như vậy đã deter rất nhiều người khỏi cái việc là sử dụng cái xe hơi cá nhân của họ ở giờ cao điểm. Thì rõ ràng là tắc nghẽn mà liên quan đến xe hơi cá nhân thì hai cái vấn đề này nó phải có sự liên quan gì đấy, đúng không? Tắc nghẽn cho nên là người ta ít sử dụng xe hơi. Đấy, như cô thà đi xe máy còn hơn là đi xe ô tô, bởi vì ô tô là tắc chết dí luôn một chỗ. Thì ở đây cái từ deters chúng ta hiểu nó bằng nghĩa với cả cái từ là gì? Prevent, đúng không? Bằng với cả prevent, tức là ngăn chặn người ta, hoặc là discourage, đúng không? Đấy, hoặc có thể bằng với cả discourage, làm cho người ta không muốn làm cái điều đấy nữa đó. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu tìm từ trái nghĩa, nhớ chưa? Từ trái nghĩa thì cái từ discourage này trái nghĩa với nó sẽ là gì? Là encourage, đấy, khuyến khích, được chưa? Thế còn prohibit là cấm. Thế còn protect là bảo vệ, và limit có nghĩa là hạn chế. Thì ở đây nó liên quan đến việc là ngăn cản hoặc là làm cho người ta không muốn làm cái điều này nữa. Thế thì trái nghĩa sẽ là encourage, là khuyến khích. Đó. Tiếp câu 22. Once in a while là một cái thành ngữ ở trong tiếng Anh, và thành ngữ này cực kỳ quen thuộc luôn. Thành ngữ này không có gì là khó cả, cực kỳ quen thuộc. Cô đảm bảo là những bạn nào mà đã ôn thi một cách tử tế một tí, ôn thi tử tế một tí là kiểu gì cũng sẽ gặp cái cụm từ này luôn rồi. Cho nên là cho cái cụm từ này là cực kỳ dễ, nhớ, cực kỳ dễ. Đó. Mặc dù là thành ngữ nhưng cực kỳ dễ. Mà bây giờ nếu mà không biết thì hoàn toàn có thể đoán được nghĩa của nó ở trong văn cảnh. These days, many people only read printed newspapers once in a while as they tend to access information online. Câu này có nghĩa là ngày nay thì rất nhiều người là chỉ đọc cái báo gọi là báo in á, once in a while, bởi vì là họ có xu hướng là họ tiếp cận thông tin ở trên mạng rồi. Từ access information, access có nghĩa là tiếp cận, thì tiếp cận thông tin ở trên mạng rồi. Đấy, thì rõ ràng thì once in a while ở đây mà liên quan đến báo giấy thì có nghĩa là rất là hiếm, đúng không? Rất là ít khi họ đọc. Đấy, thì once in a while có nghĩa là hiếm, thì trái nghĩa với nó sẽ là từ gì? Là đều đặn, một cách thường xuyên. Như vậy trái nghĩa với nó sẽ là phương án A, regularly, đều đặn, thường xuyên. Đấy, thế còn occasionally có nghĩa là thỉnh thoảng, đôi khi. Thế còn attentively có nghĩa là một cách rất là chú tâm, một cách rất là chú ý. Thế còn selectively có nghĩa là mang tính chất chọn lựa, đúng không? Đó, thì không phù hợp. Đấy, thì once in a while, chú ý là hiếm khi, thì trái nghĩa với nó sẽ là regularly, có nghĩa là một cách rất đều đặn, một cách thường xuyên.
Câu số 23, 24 của chúng ta là câu hỏi về tình huống giao tiếp, đúng không? Hai câu này thực ra cũng là hai câu rất dễ thôi. Hai câu này cũng nghĩ là mang tính chất là căn bản thôi, chứ nó cũng không có gì là khó lắm. Cùng lắm là khó cái câu thứ hai này thôi này, bởi vì nó cũng xuất hiện, nó yêu cầu chúng ta phải đọc hiểu. Và muốn đọc hiểu được thì chúng ta cũng phải có một số những cái từ vựng nhất định để chúng ta hiểu. Thì khó là khó ở câu số 24 này, khó hơn một tí so với cả câu số 23. Câu 23 là rất dễ là gì? Tình huống người ta đưa ra là Jack is inviting Mary to his party. Jack mời Mary đến bữa tiệc. Và Jack hỏi là would you like to come to my party this weekend? Mời này có nghĩa là Mary ơi, cậu có muốn đến dự bữa tiệc của mình vào cuối tuần này không, đúng không? Thì cô mời, thì bây giờ đồng ý sẽ là gì? Yes, I'd love to. Yes, I'd love to. Mình rất muốn, ok, đúng không? Đấy, thế còn no, don't worry là không, đừng có lo. Rồi là I'm afraid so là mình e rằng là như vậy. Thế còn you're welcome, cái này là để đáp lại một lời cảm ơn, đúng không? You're welcome có nghĩa là không có gì, để đáp lại một lời cảm ơn. Tức là cái tình huống này rất là quen thuộc rồi. Thế bây giờ để đồng ý một lời mời, chúng ta nói là yes, I'd love to. Thế còn cái câu sau này thì đòi hỏi chúng ta lại phải có một cái vốn từ vựng nó khá hơn một tí thì chúng ta mới làm được. Laura and Mitchell are talking about their school curriculum. Curriculum có nghĩa là một cái chương trình học. Thì đang nói chuyện về cái chương trình học của trường. Laura nói rằng là I think art should be a compulsory subject. Phải hiểu cái từ compulsory này nghĩa là gì, đúng không? Thế thì sau đó thì phải hiểu cái ý ở đằng sau này là gì, thì phải biết từ vựng thì mới làm được. Thì Laura nói là tôi nghĩ rằng từ môn nghệ thuật thì đây là một cái môn học bắt buộc. Compulsory có nghĩa là bắt buộc. Thế sau đó là Michelle nói một cái gì đấy. Lúc sau bạn ấy nói là art helps develop creativity. Là môn nghệ thuật thì giúp phát triển cái sự gì? Sáng tạo, đúng không? Thì rõ ràng căn cứ vào cái vế này thì chúng ta đoán được là Michelle đồng ý với cả cái ý kiến của Laura là nên đưa cái môn này thành môn học bắt buộc. Và như vậy cô này cô ấy đồng ý, về cơ bản là cô ấy đồng ý. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ chọn phương án là gì? I quite agree, là mình khá là đồng ý với bạn đấy, đúng không? Thì bởi vì là môn nghệ thuật thì giúp phát triển cái sự sáng tạo. Đó. Thế còn cái phương án B là you must be kidding, là bạn đùa đấy à, đúng không? Bạn đùa đấy à? Thì cái câu này cũng có thể ám chỉ cái việc là bạn rất ngạc nhiên với một cái sự việc nào đó. Đó. Thế còn I'm of the opposite opinion có nghĩa là mình không đồng ý với bạn. Câu này có nghĩa là tôi có quan điểm trái ngược, không đồng ý. Thế còn câu này I don't think that's a good idea. Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, đúng không? Thì rõ ràng là hai cái này thì nó cũng xem xem với nhau thì nó không phù hợp ở trong cái văn cảnh này. Đó, như vậy muốn làm được cái câu này phải hiểu nghĩa của cái đoạn đằng sau này. Đó, thì chúng ta mới suy ra được là cô này cô ấy đồng ý với cái ý kiến quan điểm của Laura. Câu từ 25 đến 29 của chúng ta là thuộc 5 câu của bài đọc điền từ, đúng không? Chủ đề của bài đọc điền từ là cái chủ điểm mà nó rất là quen thuộc với cả chúng ta, tức là về mạng xã hội, đúng không nào? Chủ điểm của nó là về mạng xã hội. Đấy thì có 5 câu đó, và chúng ta thấy là cái nó thường kiểm tra về những cái gì. Thế thì nó cũng giống như là những năm về trước. Đấy, thì 5 câu này nó vẫn giống năm về trước. Thì nó có một cái câu mà liên quan đến gì? Liên quan đến liên kết câu, đúng không? Gọi là gọi từ liên kết, từ nối ạ. Từ nối hoặc là từ liên kết. Thì để làm được đúng, để chọn được đúng thì chúng ta lại phải đọc hiểu. Chúng ta đọc hiểu hai cái câu, thì sau đó chúng ta xem là nó có mối quan hệ với nhau như thế nào. Thì từ đó chúng ta sẽ chọn ra một cái từ liên kết để phù hợp, điền vào chỗ trống. Đấy, thì luôn luôn có một câu về từ liên kết. Và cái này thì luôn luôn có một câu về đại từ quan hệ, đúng không? Trong mệnh đề quan hệ. Thế còn cái câu 27 này, đấy, câu 27 này là câu về từ vựng, sự lựa chọn từ đúng. Đấy, câu này là câu phân loại này. Câu 25 này cũng hơi phân loại một tí. Bởi vì nếu như mà không đọc hiểu được thì chúng ta sẽ làm sai câu đấy. Đấy, cho nên phải đọc hiểu. Cái bài đọc điền từ này thực ra nó cũng được xếp chung vào cái loại bài vừa là đọc hiểu, vừa liên quan đến từ vựng, vừa kiểm tra về ngữ pháp. Đấy. Thì cái này là phần từ vựng, phải lựa chọn được cái từ đúng để phù hợp. Câu 28 này cũng là một câu về từ vựng, cũng phải lựa chọn từ đúng. Đấy. Thì ở đây có câu này có một chút gọi là, câu 25 này có một chút gọi là phân loại này, một chút thôi. Còn câu 27, 28 là phân loại mạnh. Đấy, thế còn câu 29 là một câu bình thường, bởi vì nó kiểm tra chúng ta về gì đây? Từ loại. Chọn từ loại phù hợp điền vào chỗ trống. Câu này thì rất là dễ thôi. Đấy, bây giờ cô sẽ giải cho chúng ta từng câu một.
Câu số 25 đúng không? Câu 25 như cô đã nói, đây là một câu mà kiểm tra về từ nối. Có nghĩa là chúng ta cần phải đọc hiểu cái đoạn này. Chúng ta cần đọc hiểu cái đoạn này, cái ý đằng trước và ý đằng sau để xem nó có mối liên kết như thế nào, để từ đó chúng ta chọn ra được một cái từ nối phù hợp. Thế thì advances in mobile technology and social networking websites mean we spend more time online than ever before. Advances là những cái sự tiến bộ về công nghệ điện thoại, đúng không? Công nghệ di động đó. Và cái những cái mạng xã hội thì những cái sự tiến bộ này nó có nghĩa rằng là chúng ta dành nhiều thời gian hơn ở trên mạng trước đây, dành nhiều thời gian ở trên mạng hơn trước đây. If Facebook were a country, it would be the third largest in the world by population. Và nếu như chúng ta coi Facebook là một quốc gia thì nó sẽ là cái quốc gia mà đông dân thứ ba trên thế giới. Đó, và đây là theo cái thống kê của cái báo gọi là Economist 2010. Đấy là cái ý đằng trước. Nhưng mà ý đằng trước nói về cái việc là mạng xã hội rồi là Facebook. Đấy. Tiếp theo. It is, sau đó là not surprising that so many psychologists, sociologists and others are eager to give their thoughts on how this is impacting negatively on our society. Lại phải hiểu cái vế đằng sau. It is, cái gì đó, not surprising, đúng không? Nó không quá là ngạc nhiên rằng là rất là nhiều những cái nhà tâm lý học, các nhà xã hội học và những người khác nữa, họ rất là hồ hởi trong cái việc là họ đưa ra một cái suy nghĩ, nhận định rằng là cái điều này á, nó đang ảnh hưởng tiêu cực như thế nào lên xã hội của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái mối liên hệ gì không? Ở trên nói là người ta dành rất nhiều thời gian lên Facebook, đúng không? Dành rất nhiều thời gian lên Facebook. Và ở cái đoạn sau thì nói về một cái ảnh hưởng tiêu cực nào đó. Như vậy rõ ràng là có một cái nguyên nhân và có một cái hệ quả nào đó, đúng không nào? Để cho nên là cái câu này chúng ta chọn phương án gì đây? Chọn là therefore, đúng không? D. Therefore có nghĩa là do đó. Do đó thì có phải là nói về một cái kết quả nào đấy, đúng không? Thế còn however có nghĩa là tuy nhiên. Đấy, tuy nhiên là ám chỉ cái sự đối lập, ám chỉ sự đối lập. Thế còn while là trong khi. Đấy, thì trong khi cái từ này có thể ám chỉ là trong khi về mặt thời gian nhá, thì trong khi theo kiểu là trong khi bố của tôi đọc báo thì mẹ của tôi khâu vá chẳng hạn đó, thì trong khi theo kiểu về mặt thời gian, trong khi cái từ while này còn được dùng để so sánh hai đối tượng nữa. Đấy, so sánh theo kiểu là trong khi tôi rất là thích đi biển thì anh ấy lại rất là thích đi núi chẳng hạn. Đấy, tôi thích biển, tôi thích núi, là cũng thể hiện một cái sự trái lập nào đó, trái ngược nào đó, đúng không? Cái từ while này nó có hai cách sử dụng. Thế còn từ despite thì không phù hợp, đúng không nào? Despite là một cái giới từ có nghĩa là mặc dù đó, thì nó chỉ kết hợp với cả danh từ hoặc là verb in ở đằng sau thôi đó. Thế còn ở đây not surprising không phù hợp rồi. Đấy, như vậy câu 25 muốn làm được, đúng không, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải biết được cái mối quan hệ giữa câu đằng trước và câu đằng sau. Cái ý của nó ở đây là thể hiện cái mối quan hệ là gì? Là nguyên nhân kết quả, đúng không? Hay là thể hiện sự trái ngược với nhau? Hay là thể hiện điều gì? Từ đó chúng ta mới chọn được một cái từ nối phù hợp. Tiếp là câu số 26. Câu 26 là cái câu mà rất dễ. Đấy, đây là chọn cái đại từ mà quan hệ mà thay thế cho cái từ đằng trước. Thì online friends ở đây là những cái người bạn ở trên mạng. Thì đấy là danh từ chỉ người, cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô cái phương án là B, đúng không? Thì tại sao không phải là whom? Bởi vì sau who là cộng trực tiếp với cả động từ. Đấy, bên đây là động từ đây này. Thế còn whom là cộng như thế nào? Sau who thì phải là chủ ngữ rồi đến động từ, nhớ chưa? Đấy là vị trí, đây là cách mẹo để chúng ta có thể chọn who hay là whom. Đấy, thì nhớ là sau who là động từ. Thế còn sau whom thì phải là chủ ngữ rồi mới đến động từ, nhớ chưa? Ở đây chúng ta thấy là sau đó là động từ luôn thì chọn who. Tiếp câu 27. Câu 27 là cái câu mà câu 27 là cái câu mà gọi là phân loại đây, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ phải đoán xem là chọn từ gì ở đây thì phải căn cứ vào nghĩa rồi, đúng không? The biggest criticism leveled at school social networking is that young people are losing their offline friends to online friends who are unable to provide the same deep connection and emotional support. The biggest criticism có nghĩa là cái chỉ trích mà nhắm vào. Level up có nghĩa là nhắm vào cái đối tượng nào đấy. Cái chỉ trích mà nhắm vào mạng xã hội, rằng cái chỉ trích lớn nhất là người giới trẻ thì đang mất những cái người bạn mà offline của họ đó, và họ lại đang kết nạp thêm những người bạn online, và những người bạn online này thì lại không thể nào mà
có một cái sự kết nối sâu đúng không, và mang lại cho họ những cái sự hỗ trợ về mặt tình cảm được đó. Tuy nhiên, đấy, however, có phải thể hiện sự trái ngược nào đó không, đúng không? Tuy nhiên, a lot of research shows these criticisms are generally cái gì đấy. Tuy nhiên thì rất là nhiều những nghiên cứu đã cho thấy rằng là những cái chỉ trích này thì thường là, đấy, thường là sao? Vô căn cứ, không có căn cứ, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cho cô phương án là phương án D, unfounded, có nghĩa là vô căn cứ, không có căn cứ, không có cái bằng chứng nào chứng tỏ ra là điều đấy cả, đúng không? Đấy, thì ở đây là unfounded là vô căn cứ để chúng ta chọn, đúng không? Thế còn unequal thì thực ra cái từ unequal, bản thân cái unequal nó là tính từ rồi á. Thế cho nên ở đây lại chia thành động từ thì cũng không hiểu là như thế nào. Thì bình thường chúng ta có unequal có nghĩa là không công bằng, bằng với cả unfair, tính từ. Thế còn uninvolved là không liên quan. Thế còn unsettled có nghĩa là không ổn định hay thay đổi, đấy gọi là unsettled. Ok, đấy thì câu 27, đáp án của chúng ta là D, unfounded. Phải hiểu cái từ founded có nghĩa là gì cơ nhá. Đó. Chúng ta có biết từ foundation không? Foundation danh từ có nghĩa là nền tảng, đúng không? Đó. Thì nếu mà chúng ta biết cái từ đấy là nền tảng thì hoàn toàn có thể đoán được ra là cái found ở đây có nghĩa là một cái căn cứ nào đấy. Thì còn unfound được là không có căn cứ, không có nền tảng, nó không dựa trên một cái nền tảng nào hết. Đó. Thì chúng ta có thể suy ra từ đó cũng được. Tiếp theo câu 28 ở đây là gì đây? Câu 28 chúng ta sẽ phải lựa chọn xem chúng ta dùng cái động từ gì để điền vào cái chỗ trống này. Thứ nhất là có thể căn cứ vào nghĩa, thứ hai là căn cứ vào cái sự kết hợp từ ở đây. Thì chúng ta thấy là đằng sau cái chỗ trống này ấy, nó có cái online friends đúng không? Và sau đó là with này, sau đó là online companions đúng không? Offline friends with online companions. Thì ở đây chúng ta thấy là có with, có giới từ with đúng không? Đó, thì chúng ta thấy là có cái gì có thể đi về with không? Thực ra thì bốn cái động từ này đều có thể đi về with. Bốn động từ này đều có thể đi về with đấy. Thế thì trong câu này á, đáp án của chúng ta là chúng ta sẽ chọn cho cô cái phương án D. Substitute có nghĩa là thay thế cái gì bằng cái gì. Cụ thể ở đây khi chúng ta nói là substitute ở đây là thay thế cái một cái danh từ nào đấy đúng không? Something và gọi là with something. Yeah. Thì substitute thay thế ở đây thường là cái cũ này. Thường là nói là thay thế cái cũ với cái mới. Được chưa? Ngoài ra substitute nó có thể đi với for nữa. Đó, thì thường nếu mà đi với for thì lại thay thế cái mới cho cái cũ. Đó, em hiểu chưa? Đấy. Thế còn provide cũng có thể đi với cả with, nhưng mà provide somebody with something, cung cấp ai cái gì thì ok. Thế còn combine có thể combine something with something, nhưng có nghĩa là kết hợp cái gì đó với cái gì. Đó, thế còn ở đây chúng ta thấy là như vậy, chúng ta thấy là tất cả những cái động từ này đều có thể đi với with đúng không? Thế nhưng mà căn cứ vào nghĩa, chúng ta phải căn cứ vào nghĩa ở đây là gì? One study by the Pool Internet and American Life Project found that, tức là một cái nghiên cứu bởi cái dự án này thì nó phát hiện ra rằng là người ta không cái gì đó bạn offline với bạn online, but are using them to support their offline relationships, nhưng mà sử dụng họ đúng không, sử dụng họ, tức là sử dụng những cái mối quan hệ online này để mà hỗ trợ cho những cái mối quan hệ offline. Đấy, thì ở đây là thay thế đúng không, tức là người ta không hề thay thế những người bạn offline với người bạn online, tức là không hoàn toàn là không đi chơi ở bên ngoài nữa mà vẫn có thể là sử dụng những cái mối quan hệ online để mà hỗ trợ cho những cái mối quan hệ offline. Đó, thì câu này chúng ta chọn cho cô cái từ substitute. Thế còn thông thường chúng ta có thể nói là provide somebody with something đúng không? Chúng ta hay nói là cung cấp cho ai cái gì, chứ còn nếu mà cung cấp cho ai một ai đó thì nghe nó cũng hơi buồn cười đúng không? Thế còn chúng ta có thể dùng là combine something with something, kết hợp cái gì với cái gì. Đấy, thì chúng ta thấy là có thể đi hoàn toàn đi với cả with đúng không? Nói chung là rất may là trong cái câu này cái ý tứ của nó cũng khá là rõ ràng. Thì cái câu này muốn làm được đúng, muốn chọn được cái động từ đúng thì chúng ta lại phải chọn, chúng ta phải hiểu, đọc hiểu nhá. Phải đọc hiểu. Đó, thì và phải biết nghĩa của cái từ này thì từ đó chúng ta mới có thể chúng ta chọn được đáp án đúng. Thế còn câu 29, câu từ loại rất là dễ. Ở đây chúng ta có đằng trước chỗ trống là tức là mạo từ này, why từ tính từ này,
đúng không? Thì đây có thể chỉ có thể là vị trí của gì thôi, là danh từ đúng không? Tính thì phải đứng ở đằng trước danh từ để bổ nghĩa cho nó. Thì bốn cái phương án này chỉ có duy nhất phương án B là danh từ thôi, đúng không? Rất là dễ. Đấy. A wide variety of backgrounds, wide variety of something có nghĩa là đa dạng, đa dạng. Và backgrounds ở đây có nghĩa là những cái người từ những cái background, đây ý nói là những cái xuất thân khác nhau. Đấy. Thế còn vary là động từ thay đổi này, various tính từ này là đa dạng này. Đấy, thế còn variety là danh này, variously đây là trạng này, đúng không? Câu này nói chung là rất dễ, câu 29 là rất dễ nhá, kiến thức rất căn bản. Nên chỉ khó ở câu số 28 thì phải chịu khó đọc hiểu và phải biết nghĩa của từ là chúng ta sẽ làm được thôi. Chúng ta sang bài đọc hiểu thứ nhất. Bài đọc hiểu thứ nhất là cái bài đọc hiểu mà chúng ta thấy có mấy đoạn đây? 1, 2, 3, 4 đoạn, đúng không nào? Đấy, thì bài đọc hiểu thứ nhất này là cái bài dễ, nói chung ở mức độ dễ. Đấy, câu hỏi về main idea, là câu hỏi về chủ đề cũng là một câu cực dễ. Đấy, thì câu chủ đề của chúng ta là gì? What is the passage mainly about? Tức là cái đoạn văn này, đúng không? Cái bài văn này, cái bài đọc này, nó chủ yếu là về cái gì? Nó nói về cái gì, chủ đề gì? Và nó cho bốn cái phương án là the film Notting Hill, là bộ phim tên là Notting Hill. Thứ hai là The City of London, thành phố London. Thứ ba là Portobello Market, là cái chợ mà có tên là như vậy. Nếu còn phương án D là European Cuisine, là thực phẩm châu Âu. Đấy, thì câu này rất dễ luôn. Đáp án của chúng ta là gì? Là C, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái từ Portobello Market này xuất hiện đi, xuất hiện lại ở trong bài, được chưa? Một trong những cái mẹo hoặc là một trong những cái cách để chúng ta có thể xác định được cái ý chính của cái bài đấy, hoặc là xác định được xem cái bài đấy nó nói về cái chủ đề gì, là chúng ta xem cái từ đấy nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài hay không. Thì ở đây chúng ta thấy được nhắc đi nhắc lại rất nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Đoạn nào cũng nhắc, đúng không? Đoạn đầu nhắc, đoạn 2 nhắc rất nhiều, đoạn 3 nhắc, đoạn 4 lại nhắc lại. Đấy, như vậy câu này cực dễ, đúng không? Không cần phải đọc hiểu xem đoạn 1 nói về cái gì, đoạn 2 nói về gì, đoạn 3 nói về gì, đoạn 4. Không cần phải biết là các đoạn, từng đoạn nói về cái gì, vẫn làm được luôn. Bởi vì sao? Cái từ này nó được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở trong bài, ok? Thì chúng ta chọn cho cô cái đáp án ở đây sẽ là gì? Là C, Portobello Market. Nó nói về cái chợ có tên là Portobello Market, ok? Nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài, được chưa? Cứ tìm xem cái gì được nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại, thì đấy sẽ là cái chủ đề của cái bài này, ok? Tiếp theo câu số 31 nào. According to the passage, Portobello Market has been featured in all of the following except. Câu này rất dễ. Câu này kể cả chúng ta không biết cái từ featured có nghĩa là gì. Ở đây là cô đang bày cho những cái bạn mà hơi kém kém một chút nhá. Thì kể cả câu này chúng ta không biết nghĩa của từ featured là gì. Nhìn bốn phương án này đi, tìm trong bài đi, chúng ta sẽ thấy ở trong cái đoạn 2, đúng không? Nó có đề cập đến cái gì đây? Films, nó đề cập đến documentaries và đề cập đến books, đúng không? Nó đề cập đến ba cái này. Về cái từ except, chú ý cái từ except ở đây nó có nghĩa là ngoại trừ, có nghĩa là nó đề cập đến ba cái điều nào dưới đây ngoại trừ, được chưa? Thì trong bài đề cập đến gì? Films, documentaries, books. Kể cả không biết documentaries là gì thì vẫn làm được luôn, đúng không? Đấy, thì cái mà không được đề cập đến chính là songs. Như vậy đáp án của chúng ta là D, là songs không được đề cập đến, đúng không? Đấy, như vậy cái chợ này nó đã được người ta đưa vào những cái bộ phim, rồi là những cái bộ phim tài liệu, rồi là những cái quyển sách bán rất chạy. Đấy, thì trừ cái bài hát là chưa thấy thôi, đúng không? Đấy, câu này rất dễ, đúng không? Nhớ cho cô cái từ except có nghĩa là gì? Ngoại trừ. Đấy, nó đã được đưa vào tất cả cái gì dưới đây ngoại trừ. Đấy, ngoại trừ bài hát là chưa đưa thôi. Câu 32, the word they ở đoạn 3 thì nó thay thế cho từ gì? Đấy, thì cái câu này cũng rất dễ nhá, cái từ they nhá, đúng không? Thì they ở đây là chúng ta nhìn thấy này, they, cái cách làm cái câu này nhá, là they được dùng để thay thế cho danh từ số nhiều là một, đúng không? They là danh từ số nhiều. Phải có kiến thức về cái này đã, đúng không? Một là phải có kiến thức về cái này. They được dùng để thay thế cho danh từ số nhiều. Bước 2, tìm ở đằng phía trước đi, xem là cái danh từ số nhiều nào nó xuất hiện. Thì ở đây chúng ta có cái danh từ số nhiều ở đây là gì? Là buyers and sellers. Ngay ở cái câu đằng trước có từ buyers and sellers. Thế còn weekends là những buổi cuối tuần thì rõ ràng là không được rồi. Đấy, thì vậy ở đây chúng ta bước 2 là tìm ở đằng trước, đúng không? Đấy, tìm ở đằng trước, xem ở cái phần đằng trước ấy, xem có cái danh từ số nhiều nào, đúng không?
Đó, tức là tiếp theo phải đọc hiểu cái chỗ này nữa. Ở đây cái động từ đằng sau cái từ dây là động từ meet và cái động từ escape. Đấy, bước thứ ba phải căn cứ vào cái từ này nữa, hai cái từ này nữa. Tức là meet ở đây là gặp gỡ, rồi escape là trốn thoát khỏi cái gì đấy. Thì thứ nhất là cuối tuần thì không thể nào gặp gỡ, không thể trốn thoát được, mà chỉ có thể là gì thôi, buyers and sellers, tức là những người bán và người mua gặp gỡ với nhau, đúng không? Đấy, như vậy chúng ta thấy cách làm nó là như thế này. Cách làm như thế này, chúng ta phải căn cứ thêm yếu tố thứ ba nữa là cái câu này, nghĩa của cái câu này, cụ thể là căn cứ về động từ là động từ meet và động từ escape. Đấy, thì chúng ta xác định được là à, chỉ có thể người thôi thì mới có thể gặp gỡ và trốn thoát, đúng không? Và chỉ có thể là buyers and sellers thôi. Đấy, vì đáp án của câu này nó là gì? Là C. Đó. Tiếp theo câu 33. Câu 33 cũng là một câu khá là dễ. Visitors to the antique area may feel overwhelmed because. Có thể với nhiều bạn sẽ gặp những cái từ mới như là từ antique rồi là từ overwhelmed, đúng không? Đó. Có thể cái câu này sẽ là hơi hơi khó một tí so với những bạn hơi bị kém, đúng không? Đấy thì cái không sao cả, nguyên tắc đọc hiểu của chúng ta là gì? Xác định từ khóa, sau đó tìm cái từ khóa ở trong bài thì chúng ta sẽ tìm thấy cái từ antique, đúng không? Đấy, cái từ antique area chúng ta sẽ tìm thấy nó nằm ở trong cái đoạn số 3, đúng không nào? Bắt đầu nói về cái việc là đi chợ mua sắm cái gì đấy. Đấy, đồ cổ, đồ kiếp, các thứ gì đấy. Thì chúng ta thấy ở trong cái đoạn số 3, tìm cái từ khóa này ở trong đoạn số 3 chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta sẽ tìm thấy từ overwhelmed nằm ở ngay đây. Đó, nằm ở ngay đây luôn. Cái câu số 33 này là câu dễ, bởi vì sao? Bản thân cái từ overwhelmed nhiều bạn không biết đâu. Thế nhưng một cái đề khó thì nó sẽ cho từ đồng nghĩa của từ overwhelmed. Nhưng đề dễ là nó cho thẳng luôn cái từ overwhelmed, nó nhắc lại luôn cái từ overwhelmed. Đấy là đề dễ đấy. Thì từ đó chúng ta xác định được ngay, tìm được cái từ khóa ở trong bài. Cái này chỉ đơn giản là luyện kỹ năng scanning, được chưa? Kỹ năng scanning gọi là tìm từ khóa thật nhanh ở trong bài. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì đây? Visitors may feel overwhelmed as there are over 1000 booths. Đấy, bởi vì là sao? Có 1000 cái booth bán hàng. Thì có nghĩa là gì? Đáp án là C, đúng không? 1000, 1000 booth thì đồng nghĩa với cả a large number of antique shops. Được chưa? Cái này là hơi phải tư duy một tí. Câu này hơi tư duy một tí thôi. Đó. Tiếp theo câu số 34. Câu 34 là cái câu mà hỏi về từ vựng, đúng không? Thì cái từ saver này không phải ai cũng biết. Đấy, cái từ này, cô nói thật là từ này nếu mà bình thường mà tách ra nó khỏi văn cảnh á, thì không thể đoán được đâu. Đấy, nhưng mà rất may nó là ở trong văn cảnh. Ở trong văn cảnh đoán rất là dễ, đúng không? Tách nó ra thì rất là khó đoán, không biết nghĩa là gì luôn. Thì saver có thể đoán được là gì đây? Chúng ta nhìn cái từ saver này, sau đó đằng sau là gì? Curry này, Italian pizza này, sandwiches này, đấy, các món ăn, đúng không? Các món ăn thì rõ ràng phải là hưởng thụ các món ăn này, thưởng thức những món ăn này. Cái câu này đáp án phải là gì? Là C, đúng không? Phải thưởng thức nó, đúng không nào? Đó, tức là ở đây nó có những cái food courts, ra chợ rồi thì làm sao mà em phải nấu nướng được? Em chỉ có thể gọi món ra mà em thưởng thức thôi, đúng không? Đấy, từ savor bằng cái enjoy. Đấy, còn C là nhìn thấy này, rồi là prepare là chuẩn bị này, make là chế biến thức ăn vân vân. Đấy thì không phù hợp, đúng không? Chỉ có thể savor thôi, có nghĩa là thưởng thức món ăn. Tiếp đến chúng ta sang bài đọc số 2. Bài đọc số 2 sẽ có 8 câu, bài đọc dễ là 5 câu thôi. Và bài đọc số 2 là 8 câu. Và sang bài đọc số 2 thì chúng ta đã thấy là ngôn ngữ nó phức tạp hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Phức tạp hơn rất là nhiều nhưng vẫn chưa phức tạp bằng những cái đề ngày xưa đâu. Đấy, cho nên là nó vẫn còn gọi là phức tạp, nó khó hơn cái bài đọc thứ nhất thôi. Nhưng mà so với những cái đề ngày xưa thì nó vẫn ở mức độ gọi là vẫn có thể xoay sở được để mà làm được. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là có 4 đoạn, đúng không? 1, 2 này, 3 này, 4 đoạn, đúng không? Đoạn nào cũng khá là dài, đúng không nào? Đấy, thì cái này chúng ta thấy là bộ đã lấy ở đâu đây? Bộ đã gọi là lấy từ một cái tờ báo của nước Anh có tên là Telegraph. Đấy, tên là lấy nguyên ở trong một cái tờ báo. Thế nhưng mà thực ra lại không hẳn là lấy nguyên mà có thay đổi, có sửa đổi đi một chút. Chứ không phải là lấy nguyên từ cái nguồn đấy. Đúng là lấy từ cái nguồn này nhưng cái ngôn ngữ có thể là đã thay đổi rồi. Đấy, để cho nó phù hợp hơn với cả trình độ của chúng ta. Đấy thì chúng ta thấy những cái chủ đề này được lấy ở trên báo, đúng không?
những cái chủ đề mà phải nói là nó cũng rất là cập nhật, nó rất là mang tính chất là phổ cập nhật, đúng không nào? Rất cập nhật luôn. Đấy, thì bây giờ chúng ta xem cái câu đầu tiên. Which of the following best serves as the title for the passage? Câu đầu tiên hỏi cái từ quan trọng của the title có nghĩa là tiêu đề. Theo em thì bốn phương án này, phương án nào nó sẽ đóng vai trò là cái tiêu đề của cái bài này? Thì bây giờ cái phương án A, Cambridge University in an attempt to improve students' handwriting. Rất may là bốn cái phương án này đều chỉ nói về trường đại học Cambridge University, đúng không? Đều nói về trường đại học Cambridge. Đều có, bạn có cái chủ ngữ là Cambridge University. Thì in an attempt to improve có nghĩa là trong một cái nỗ lực để mà cải thiện cái chữ viết tay của sinh viên. Đấy là phương án thứ nhất. Trong một cái nỗ lực để cải thiện chữ viết tay của sinh viên. Phương án B, Cambridge University pondering changes to its exam practices. Ở trường đại học Cambridge thì pondering có nghĩa là cái gì? Thì thực ra thì cô sẽ dịch luôn, lát nữa cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta để cách để tìm ra câu trả lời. Cái từ pondering này có nghĩa là cân nhắc. Đấy, bằng với cả từ consider được nhắc đến ở trong bài. Đó, thì pondering là cân nhắc, là cân nhắc là thay đổi cái cách tổ chức thi cử. Exam practices ý là những cái thay đổi cách tổ chức thi cử. Phương án C, Cambridge University attacked again for abolishing written exams. Trường đại học Cambridge thì ở đây chúng ta có từ attack, nó mình không nên dịch là tấn công mà có nghĩa là chỉ trích một lần nữa vì bãi bỏ kỳ thi viết. Đó, phương án D là Cambridge University to replace written with oral exams, là trường đại học Cambridge để thay thế kỳ thi viết bằng kỳ thi nói, đúng không? Đấy, thì cái câu này đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án C, là Cambridge University pondering changes to its exam practices, là trường đại học Cambridge là sao cân nhắc cái việc là thay đổi cái cách thức tổ chức thi cử. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được ngay cái chỗ này ở cái câu đầu tiên của bài, đúng không? Cambridge University is considering axing compulsory written exams. Considering, consider thì bằng với cả từ ponder. Đó, rồi là axing có nghĩa là get rid of. Đây là ở dạng verb ing rồi, còn từ nguyên thể của nó là từ này, axe này, thì từ này bằng với cả get rid of, tức là từ bỏ cái compulsory written exams. Ngày xưa là bắt buộc là phải viết, phải có kỳ thi viết, đúng không? Viết bằng tay á. Đấy, thì bây giờ là đang cân nhắc là từ bỏ cái điều đấy và cho phép là học sinh sẽ sử dụng laptop hoặc là iPad. Đấy, bởi vì là chữ viết tay quá là xấu, đúng không? Cho nên bây giờ không bắt phải viết tay nữa mà có thể sử dụng laptop hoặc là iPad để làm bài tập. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể thấy ở trong phần này đó, có cái đoạn là gì? It's extraordinarily commendable that the university is considering reforms to its examination practices, đúng không? Đấy, căn cứ vào cái chỗ này, căn cứ chỗ này. Thì cái chỗ này ở đây là một cái tiến sĩ nằm ở trong cái trường đại học Cambridge này, đúng không? Thì tiến sĩ này nói rằng là gì? Là đáng hoan nghênh, đoán tuyên dương rằng là cái trường đại học này thì đang cân nhắc, lại xuất hiện từ considering tiếp, đúng không? Và reforms là cải cách, cải tổ cái kỳ thi của mình, cách thức tổ chức kỳ thi của mình. Thế thì căn cứ vào hai cái yếu tố này, chúng ta có thể ra được đáp án của cái câu của câu 1 sẽ là phương án gì đây? Phương án B, đúng không? Pondering changes to its exam practices. Ok. Tiếp theo câu số 36. Câu số 36 là câu hỏi chi tiết, đúng không? Theo như cái đoạn 1 ấy, thì ở trường đại học Cambridge làm sao? Has a long-standing tradition. Ở đây chúng ta phải hiểu cái cụm từ long-standing tradition có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là một cái truyền thống rất là lâu đời rồi, đúng không? Thì cái long-standing tradition này chúng ta tìm thấy ở đâu ở trong bài? Nó sẽ bằng với cả cái cụm từ là 800 years of tradition. 800 năm, đúng không? Có nghĩa là rất lâu dài rồi. Đấy thì, và ở đây chúng ta nói là bring an end to over, đúng không? Ở đây là gì đã, ý nói là cái việc mà cái động thái này ấy, tức là cái động thái mà cho phép học sinh, sinh viên là sử dụng iPad để thay thế cho thi viết, thì cái động thái này nó sẽ kết thúc, đúng không? Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho một cái gọi là tradition, một cái truyền thống mà kéo dài tận 800 năm. Đó. Thì ở đây chúng ta lại căn cứ thêm cái vế trên nữa là compulsory written exams. Tức là trước đây, tức là cái trường đại học này thì đang cân nhắc cái việc là sẽ bỏ đi cái kỳ thi viết mà bắt buộc, đúng không? Là bắt buộc phải viết tay mới phải bỏ đi. Và cái này nó là 800 năm truyền thống. Thế cho nên từ đây chúng ta có thể đoán được cái đáp án của chúng ta nó sẽ là gì? Phương án B, đúng không? Organizing handwritten exams. Ok.
phần này phải đọc hiểu, phải đọc tốt, đọc khá tốt thì chúng ta mới có thể làm được. Cho nên nói gì thì nói, cái bài đọc số 2 là cái bài đọc mà yêu cầu khả năng tư duy tốt và khả năng đọc hiểu tốt. Tiếp câu 37, cái từ those ở đây là thay thế cho từ gì, đúng không? Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy là gì? Those là thay thế cho danh từ số nhiều, đúng không? Thì ở đằng trước chúng ta có những cái danh từ số nhiều nào? Chúng ta có từ examiners là những cái người gọi là giám thị, đúng không? Rồi là chúng ta có students này, sinh viên này, scripts này, chữ viết tay này. Đấy, thì có ba cái danh từ số nhiều, đúng không nào? Đấy, thì tiếp đến chúng ta lại phải căn cứ xem chúng ta chọn cái danh từ số nhiều nào thì nó lại phụ thuộc vào cái nghĩa của cái vế đằng sau này gì? Those with illegible writing. Illegible writing có nghĩa là cái chữ viết mà không thể đọc được, quá xấu không thể đọc được. Đấy thì rõ ràng cái those này nó phải ám chỉ cái gì? Ám chỉ sinh viên, được chưa? Như vậy cái câu này đáp án của chúng ta là B, students. Như vậy chúng ta thấy không? Đó. Bước thứ nhất là those thì phải biết là thay thế cho danh từ số nhiều. Bước thứ hai, xem ở phần đằng trên có những danh từ số nhiều nào. Bước thứ ba, đọc hiểu cái câu này, đúng không? Câu này nó nói là phải đọc hiểu, phải biết cái từ illegible writing nghĩa là gì cơ. Thì lúc đấy mới bắt đầu mới suy ra được là phải chọn cái danh từ số nhiều nào, đúng không? Đấy, thì muốn làm được tốt cái dạng bài này á, thì cái kỹ năng làm bài là phải tốt, và thứ hai là phải biết từ vựng. Đó. Quanh đi quẩn lại vẫn là từ vựng, đúng không? Tiếp câu 38. The word deteriorates in paragraph 3 mostly means deteriorate. Cái từ này với một số bạn mà chưa gặp bao giờ thì sẽ thấy hoang mang, bởi vì từ này thực ra thì nó cũng không phải là từ mà hay xuất hiện, đúng không? Đấy, nó không phải là cái từ mà lúc nào mình cũng gặp. Đấy, thì bây giờ nếu mà không biết nghĩa thì có đoán được không? Hoàn toàn có thể đoán được. Đây chúng ta phải đoán, thì chúng ta phải đọc hiểu cái chỗ này chúng ta sẽ đoán, đúng không? Sir Anthony Seldon, Vice Chancellor of the University of Buckingham, nói rằng là gì? It is inevitable that universities will move to computers as handwriting deteriorates in the coming years. Đấy, chúng ta hiểu cái phần phía trên, sau đó cái phần phía dưới này bằng là gì? Là một điều không thể tránh khỏi. Inevitable bằng với cả unavoidable. Là một điều không thể tránh khỏi. Rằng là các trường đại học thì sẽ dần dần là sử dụng máy tính, bởi vì là chữ viết tay như thế nào đấy trong những năm tới. Đấy, thì cái chữ viết tay nó phải như thế nào thì mới dẫn đến là phải sử dụng máy tính, đúng không? Ở phía trên thì đang nói là chữ viết tay càng ngày càng như thế nào đấy, đúng không? Đấy, thì sau đó câu sau này, muốn hiểu kỹ hơn thì câu sau là gì? We have to accept the reality. Chúng ta phải chấp nhận cái thực tế. Handwriting has now become an optional, not a necessary part of education. Chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng là gì? Là chữ viết tay thì bây giờ đang trở nên là gọi là optional, tức là không bắt buộc, đúng không? Và nó không phải là cái gì nó quá cần thiết của giáo dục. Đấy, thì ở đây là chúng ta có thể đoán được handwriting là gì? Chữ viết tay càng ngày càng xấu. Và sau đó phần phía trên thì nói là chữ viết tay không thể đọc được. Đấy, thì từ đó có thể suy ra được deteriorate có nghĩa là gì? Bằng với cả phương án D, đúng không? Gets worse and worse, càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đấy, hoặc là cố gắng đoán đi. Cố gắng đoán là gì? Chữ viết tay càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn thì người ta mới phải quay ra sử dụng máy tính, đúng không nào? Đấy, như vậy biết thì chúng ta chắc chắn, chứ còn không biết thì chúng ta phải đoán thôi. Tiếp theo câu số 39 này. Câu này là câu suy luận. Câu này là câu mà suy luận là khó rồi, mức đòi hỏi mức độ tư duy là phải khó. Cho nên những bạn nào mà muốn đạt từ 9 trở lên, mức khả năng suy luận phải tốt, phải tập nhiều, phải làm nhiều những câu suy luận vào thì mới đạt điểm cao. Đấy, câu này là có từ inferred thì có nghĩa là suy luận. Có thể suy luận gì từ Sir Anthony Seldon nói ở trong đoạn 3? Đấy, thì câu này đáp án của chúng ta là gì đây? Câu này đáp án của chúng ta là gì? Là A, đúng không? The schools in the country used to have more time for handwriting practice. Đấy, tức là các cái trường học thì trước đây là đã từng có nhiều thời gian hơn để luyện viết chữ. Đấy, thì chúng ta có thể căn cứ vào cái chỗ này ở trong cái đoạn 3 này. There simply isn't the same time in the curriculum for learning elegant, beautiful handwriting. Life is so quick now. Now. Tức là bây giờ thời gian nó quá là trôi, nó quá là nhanh rồi.
cái gì nó cũng nhanh rồi. Đến ngay cả chữ bác sĩ nó cũng tức là gì, mọi người viết cứ như thể họ là bác sĩ viết kê đơn đi đúng không, mà chúng ta viết là chữ bác sĩ thì xấu như thế nào đấy, mà bác sĩ phải kê đơn thật nhanh, phải viết thật nhanh để còn khám cho nhiều bệnh nhân đấy, thì có nghĩa là chúng ta không có nhiều thời gian để mà chúng ta gọi là học viết chữ nữa đó, chúng ta hiểu không? Nhưng mà trước đây là đã từng có nhiều thời gian để học viết chữ, nhưng mà cuộc sống bây giờ nó quá là gấp gáp rồi nên không có nhiều thời gian như vậy nữa đấy, từ đấy có thể suy ra được đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án A. Thế còn phương án B, schools in the country have failed to preserve the beauty of English, là các trường học đấy, ở cái quốc gia này thì đã không thể nào mà bảo tồn được cái vẻ đẹp của tiếng Anh, không có chỗ nào trong bài nói như vậy cả. Thế còn phương án C là people's handwriting generally reflects their intelligence and linguistic competence, là chữ viết tay của mọi người thì thường là phản ánh được cái sự thông minh cũng như là cái khả năng ngôn ngữ của họ. Bởi vì chữ viết tay mà phản ánh được sự thông minh thì bác sĩ thì chắc là rốt hết đúng không? Trong khi đấy bác sĩ là một trong những người rất thông minh đúng không? Rất là học giỏi. Đấy, câu này là thứ nhất là trong bài không có nói như vậy đúng không? Thứ hai là nghe nó sai sai. Tiếp phương án D, the majority of doctors these days no longer write prescriptions by hand, là phần lớn bác sĩ ngày nay thì không còn viết, không còn kê đơn bằng tay nữa. Đấy, thì câu này cũng không nói như vậy đúng không? Trong bài không có nói là như vậy, mà trong bài mới cũng nói là gì, mọi người bây giờ viết cứ như thể là bác sĩ đúng không? Cứ như thể họ là bác sĩ kê đơn ấy. Ok, rồi thì câu 39 chú ý là phương án A. Câu 40 ở đây là cái câu mà hỏi về từ vựng đúng không? Hỏi cái từ scrapping hay là từ scrap nó bằng nghĩa với cả từ gì? Thì không biết nghĩa là vẫn có thể đoán được. Đó, không biết nghĩa vẫn đoán được hết. Những bạn nào mà học khá, tư duy tốt hoàn toàn có thể đoán được dựa vào văn cảnh. Ở đây người ta, cái câu này người ta căn cứ vào nghĩa của câu này nhá, là there is also concern that schools could follow Cambridge example by moving away from handwriting, là có một cái mối quan ngại, có một cái mối lo lắng rằng là các trường học thì sẽ noi gương của trường đại học Cambridge, là họ sẽ dần dần là họ sẽ không còn bắt học sinh phải viết tay nữa. Đấy, sau đó Dr. Jane Medwell, Associate Professor of Education at the University of Nottingham, is concerned that scrapping handwriting exams in universities could prompt. Thì ở đây rõ ràng cái phần này người ta đang nói là cái gì? Moving away from, tức là việc mà không sử dụng cái chữ viết tay nữa đúng không? Và sau đó lại là concerned đúng không? Cùng một cái ý ở phía trên này. Thế vậy toàn bộ cái đoạn này nói về cái việc là mối lo ngại khi mà người ta không còn sử dụng chữ viết tay nữa. Đấy, không còn bắt buộc là học sinh phải thi bằng viết tay nữa đúng không? Thì đang lo lắng rằng là cái scrapping handwritten exams in universities could gì đấy. Kể cả không biết cái đoạn đằng sau này nghĩa là gì thì mình hoàn toàn có thể đoán được. Cái từ scrapping ở đây có nghĩa là eliminating, có nghĩa là xóa bỏ nó đi. Đấy, cũng bằng với cả get rid of. Đấy, căn cứ vào cái văn cảnh của câu thì hoàn toàn có thể đoán được. Được chưa? Thế còn reconsider có nghĩa là tái cân nhắc và cân nhắc lại. Thế còn introduce là giới thiệu, và discourage, discouraging hoặc là discourage có nghĩa là làm cho người ta thoái chí, làm nản chí. Đấy, thì câu này hoàn toàn có thể đoán được cái từ scrapping. Rồi, câu số 41 nào. As mentioned in paragraph number 4, writing by hand can. Câu này cũng là một câu hỏi chi tiết thôi, và nó nói rõ là trong đoạn 4 thì chỉ tìm ở trong đoạn 4 thôi. Thì writing by hand, đây là từ khóa này đúng không? Thì chúng ta tìm cái từ khóa này ở trong đoạn 4 thì chúng ta sẽ ra được là gì? Writing by hand improves memory and equates to a higher rate of comprehension and information retention. Ở đây chúng ta có từ information retention, có nghĩa là lưu trữ thông tin. Có nghĩa là khi mà chúng ta viết tay á, thì nó giúp chúng ta lưu trữ thông tin một cách tốt hơn, hay nói cách khác là giúp chúng ta nhớ thông tin một cách tốt hơn. Cho nên câu này nó sẽ, cái ý này nó sẽ đồng ý với cả cái ý A này. Enhance the ability to remember information, có nghĩa là làm cho chúng cái khả năng mà, làm tăng cái khả năng mà nhớ thông tin. Đấy, thì remember information bằng với cả information retention. Đấy, quan trọng vẫn là gì? Học từ vựng nha. Dù đây là câu mà gọi là câu chi tiết, vẫn tìm được thấy cái ý ở trong bài rồi, nhưng mà mình vẫn phải hiểu cái từ retention có nghĩa là gì, thì từ đó mới biết được là retention có nghĩa là remember. Vẫn phải học từ vựng đấy nha. Quanh đi quẩn lại câu hỏi chi tiết thì vẫn cứ phải biết được từ đồng nghĩa, thì từ đấy mới ra được đúng đáp án.
Tiếp câu 42, câu cuối cùng này. Which of the following statement is true according to the passage? Câu nào là đúng theo như cái đoạn này? Thì cái câu này là câu hỏi tổng hợp thông tin ở trong bài. Cái câu này là câu hỏi cuối, bởi vì là chúng ta muốn làm được câu này thì chúng ta lại phải hiểu được toàn bộ cái thông tin mà nó nói đến ở trong bài, hay là hiểu được cái ý chính của từng đoạn. Đó. Đoạn 1 nói gì, đoạn 2 nói gì, đoạn 3 nói gì, hoặc là nó toát lên được cái thông tin gì. Tóm lại cái câu này khó chứ không phải là dễ, đúng không? Câu này khó bởi vì nó hỏi thông tin tổng hợp, cần phải nắm rõ được những cái thông tin ở trong bài thì mới trả lời đúng câu này. Cái câu này đáp án của chúng ta là gì đây? Cái điều gì là đúng, đúng không? Thì ở đây đáp án của chúng ta là gì? Đáp án là C. Sir Anthony Seldon claimed that learning to use great English was more important than learning to write by hand beautifully. Câu này thì ám chỉ là cái gì? Là cái việc mà sử dụng tiếng Anh một cách hay ho ấy, sử dụng tiếng Anh hay ấy, thì nó quan trọng hơn là việc mà viết đẹp. Đó. Ý của ông là như vậy. Thì chúng ta có thể tìm thấy cái bằng chứng là gì? Handwriting is not necessary for great thought, great English or great intelligence. Chữ viết tay thì không quan trọng hoặc là không cần thiết để mà có được một cái tư duy tốt, có được một cái tiếng Anh hay, rồi là có được một cái trí thông minh giỏi hay là gì đấy. Tóm lại cái handwriting, tức là chữ viết tay, thì nó không liên quan lắm đến cái việc là tư duy, rồi là tính sử dụng tiếng Anh tốt, rồi là trí thông minh. Và sau đó nói là gì đây? Some of our finest wordsmiths today write using laptops and we have to fight to preserve what is really important. Nên này, và chúng ta phải chiến đấu để mà bảo tồn cái mà thực sự quan trọng. Ví dụ như là việc sử dụng tiếng Anh, hoặc là cái cấu trúc câu mà nó đẹp ấy, cấu trúc câu mà hay ấy. Đó, thì ở đây ám chỉ cái việc là sử dụng tiếng Anh mà tốt, thì nó sử dụng cái câu từ mà tốt thì nó quan trọng hơn là việc viết đẹp. Đấy, được chưa? Như vậy, từ đây chúng ta có thể suy ra được đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án C. Tiếp theo bài 43, câu 43, 44, 45 là ba câu mà tìm lỗi sai, đúng không? Trong đó thì có câu 43, 44 là câu rất dễ. 43 là cái câu mà có liên quan đến ngữ pháp của chương trình lớp 10 cũ. Đấy, cụ thể ở đây là vị trí của trạng từ chỉ tần suất với động từ thường. Đấy, ở đây là gì? Trạng từ chỉ tần suất với động từ thường. Thì trạng từ chỉ tần suất phải luôn luôn đứng ở đằng trước động từ thường, đúng không? Usually go. Thế còn động từ to be chẳng hạn, thì động từ to be thì lại đứng trước trạng từ chỉ tần suất. Đó, như vậy chưa? Đây là động từ thường thì trạng từ chỉ tần suất thì đứng trước. Còn nếu là động từ to be thì trạng từ chỉ tần suất đứng sau. Đây, cần câu này sai ở đây và chúng ta phải sửa là như thế này. Câu 44, information on the Romans can find. Câu này là kiểm tra câu bị động. Rất dễ đúng không? Câu bị động. Thì thông tin đúng không về Romans, về người La Mã thì phải được tìm thấy, đúng không? Thì có thể được tìm thấy chứ không thể là find được, mà phải sửa là can gì đây? Can be found. Đấy, câu bị động. Tiếp là câu 45. There are a number of updated entrances in the latest edition of the Encyclopedia. Đấy, gọi là từ điển bách khoa toàn thư ạ. Thì ở đây cái câu này nó sai ở phương án B này. Đề thi mấy năm gần đây thì đều có cái phần này trong phần tìm lỗi sai. Thì đều có một cái phần gọi là luôn luôn có cái phần gọi là sai về cách sử dụng từ, đúng không? Sai về từ luôn ạ. Thì đi thi mà không tìm ra được lỗi sai nào thì cứ quy về cái trường hợp này, đúng không? Nó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà đề thi những năm gần đây, cái xu hướng ra đề trong cái phần dạng bài này là thường là có cái sai về cách sử dụng từ. Thế từ entrance có nghĩa là lối vào. Thế thì ở đây không phải là lối vào, mà ở đây là bách khoa toàn thư thì có những cái bài viết, có những cái mục mà người ta viết. Thì cái từ entrance này phải biến đổi thành entry. Và từ entry này lại phải biến đổi thành danh từ số nhiều, đúng không? Để nó đi với cả a number of. Đấy, a number of thì cộng với cả danh từ số nhiều. Đấy, thì chú ý cho cô, từ entry ở đây nó có nghĩa là mục viết hoặc là bài viết. Đấy. Thì nhớ là đề thi những năm gần đây là có xu hướng là hay ra vào những cái trường hợp là sử dụng sai từ đấy nhá. Tiếp nào, 46. 46 là dạng câu đồng nghĩa, đúng không? Câu này quá dễ luôn, kiến thức cực kỳ căn bản luôn. In Vietnam, football is more popular than basketball. Ở Việt Nam thì bóng đá là phổ biến hơn là bóng rổ. Thì phổ biến hơn là bóng rổ, sử dụng ở đây là so sánh hơn. Thế bây giờ, sử dụng là so sánh hơn, thì bây giờ đổi lại thì sẽ là gì? Không bằng, đúng không? Chuyển thành một câu là không bằng.
thì ở đây cái gì đây, phải là in Việt Nam. Basketball thì không phổ biến và không được ưa chuộng bằng football. Đáp án là A, đúng không? Từ so sánh hơn thành không bằng. Đó. Tiếp câu số 47. Câu 47 thì cũng là một dạng câu mà dạng kiến thức rất là phổ biến. Đó là câu gì? Tường thuật, đúng không? Câu tường thuật, kiến thức ở trong sách giáo khoa. Đấy, kiến thức sách giáo khoa rất dễ. Thì câu này vẫn có thể bạn làm sai. Như bạn nào mà học không chắc, đúng không? Kiến thức sách giáo khoa không chắc đương nhiên là cũng sẽ làm sai rồi. Thì câu này what are you going to do after school? Đó là câu hỏi trực tiếp, là bạn sẽ định làm gì sau giờ học. Và cái câu này là ai hỏi ai đây? Kevin. Kevin hỏi ai? Hỏi Anne, đúng không? Thì cái câu đúng của chúng ta sẽ phải là gì? Kevin asked Anne. Đó, chỉ có thể là Kevin asked Anne, tức là Kevin hỏi Anne. Thế còn nếu mà Kevin wanted to know thì thực ra là cũng không hẳn là đúng lắm. Đấy, không hẳn là đúng lắm. Bởi vì ở đây nó có sẵn, nó có cái an ở đây ấy. Cho nên cái câu đúng phải là ai hỏi ai. Cụ thể là Kevin asked an. Đấy. Thì sau đó mới đến cái thành phần là gì? Từ để hỏi là what, đúng không? Thì đến giờ phút này thì A và B thì đến cái chỗ này là ok. Thế thì sau đó sẽ đến thành phần gì? Sau what, sau từ để hỏi phải đến mệnh đề, chủ ngữ, rồi đến động từ, được chưa? Và động từ này phải lùi thì. Đấy, động từ này phải lùi thì, lùi một thì. Như vậy đến chủ ngữ thì phải là đến she, đúng không? Sau đó ở đây là thì gì đây? Are you going là thì, tương lai gần. Đấy, thì chúng ta phải biến đổi tương lai gần ở trong dạng quá khứ đi. Đó, biến đổi cái are thành was, đúng không nào? Đấy, câu này đáp án đúng là B. Đấy, thì nhớ là sau từ để hỏi là chủ ngữ rồi mới đến động từ, nhớ chưa? Chứ không phải là động từ rồi đến chủ ngữ đâu, không được. Câu 48 hơi khó hơn một tí. Đấy, câu 48 nó gọi là câu hơi phân loại hơn một tí. Đấy, Sally paid for her travel in advance, but it wasn't necessary. Sally đã trả cho cái chuyến đi của cô ấy, trả trước, nhưng cái điều đó là không cần thiết. Thì ở đây chúng ta để ý là paid là ở dạng quá khứ, và đây là it wasn't necessary, cũng ở quá khứ. Như vậy cái điều gì mà nó đã xảy ra ở trong quá khứ rồi mà nó không cần thiết, thì chúng ta khi mà chúng ta viết lại câu, chúng ta sẽ sử dụng công thức là needn't have cộng với phân từ 2. Needn't have cộng phân từ 2 có nghĩa là gì? Đáng nhẽ ra không cần phải làm ở trong quá khứ. Đáng nhẽ ra là không cần phải làm. Đáng nhẽ ra không cần phải làm. Nhưng mà trên thực tế nó đã làm chưa? Nó đã làm rồi, đúng không? Đáng nhẽ ra không cần phải làm. Thì bây giờ đáp án đúng của chúng ta là gì đây? Là A. Sally needn't have paid for her travel in advance. Ok. Tóm lại chúng ta cứ nhìn thấy là it wasn't necessary là phải nghĩ ra ngay cái công thức này là needn't have cộng phân từ 2 nhé. Dấu hiệu nhận biết quá là rõ ràng luôn. Ý tứ nó rất là rõ ràng. Không có gọi là lừa lọc gì mấy ở trong mấy cái câu này đâu. Quan trọng là nằm ở kiến thức thôi. Chứ nó không có lừa, nó cũng không có gì gọi là nó mắt léo gì ở đây cả. Rồi, tiếp câu 49 nào. Câu 49 là chúng ta sẽ phải nối câu, đúng không? Jennifer rejected the job offer. She now regrets it. Ở đây vế đằng trước là Jennifer là đã từ chối cái lời đề nghị làm một cái công việc nào đấy. Và bây giờ là cô ấy đang hối tiếc về điều đó. Đấy, như vậy cô ấy hối tiếc thì điều đó đồng nghĩa với cô ấy ước rằng là cô ấy đã không từ chối, đúng không? Ước là đã không từ chối thì chúng ta sẽ sử dụng đáp án C, đúng không? Wishes là ước này. Tại sao phải là wishes? Bởi vì chủ ngữ ở đây là chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số ít thì phải đi với cả wishes, thêm es vào đằng sau. Đấy, và đây là ước một cái điều ở trong quá khứ. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện had cộng với cả sử dụng thì quá khứ hoàn thành, đúng không? Had hoặc là hadden cộng với cả phân từ 2. Đó, thì đây là wish, ước một điều ở trong quá khứ. Đó. Câu này kiến thức cũng cực kỳ căn bản. Wish cực căn bản luôn. Câu cuối cùng của chúng ta này hơi lắt léo hơn một tí, đúng không? Câu 50 là Mike became a father. He felt a strong sense of responsibility towards his parents. Câu này nó rất là bình thường và ở trong cuộc sống thì chúng ta cũng rất hay nói cái câu này, là khi mà chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta mới hiểu được cái nỗi khổ của bố mẹ của chúng ta, đúng không? Chỉ khi mà chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta mới biết thông cảm, biết yêu thương bố mẹ của chúng ta. Thế thì cái câu này là gì?
Mike đã trở thành một người cha và anh ấy cảm thấy có một cái trách nhiệm, đúng không? Một cái ý thức trách nhiệm với bố mẹ của anh ta. Nên anh ta cảm thấy phải yêu thương bố mẹ nhiều hơn, cảm thấy phải đùm bọc bố mẹ nhiều hơn, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Đấy, thì cái câu này, đáp án của chúng ta là gì đây? Câu này là câu đảo, đúng không? Và đáp án của chúng ta là câu B. Đó, only after Mike had become a father himself did he feel a strong sense of responsibility towards his parents. Đó, tức là chỉ khi mà Mike trở thành một người cha, chính cậu ấy trở thành một người cha đi, thì cậu ấy mới cảm thấy một cái ý thức trách nhiệm lớn dành cho bố mẹ của cậu ấy. Thì đây là câu đảo ngữ, đúng không? Công thức tổng quát là only after này cộng với cả mệnh đề này, đúng không? Đấy, và chúng ta đảo ở cái vế đằng sau. Đấy, và sau đó là cộng với đảo này. Và nhớ là đảo thì cái gì gọi là đảo? Phải đưa cho động từ lên trước, rồi đến chủ ngữ, rồi đến động từ. Ok, đó. Rồi, như vậy cái câu này thực chất nó chỉ là câu đảo thôi. Chúng ta đọc hiểu và sau đó thì ra ngay được cái phương án này.